Các bạn là đối tượng nào ạ? Cao học bao nhiêu ạ? Nội chú 3. Sao nhiều thế này? Là bạn nào ạ? Trường có 1, trường có 2 à? Có sinh viên không? Có cả, không có nội chú 4. À, nội chú 4 nữa, vâng. Thì chúng ta, cái này thì kinh điển rồi đúng không ạ? Với một cái bệnh nhân mà có thiếu máu cơ tim thì điện tân đồ sẽ có một trong ba biểu hiện, hoặc là có sóng quy sâu, hoặc là sóng T âm đảo chiều, hoặc là ST chênh lên hoặc chênh xuống. Đây kiến thức sinh viên rồi đúng không? Thì vai trò của điện tân đồ trong chẩn đoán thiếu máu cục bộ cơ tim là thứ nhất là giúp cho nó chẩn đoán xác định đúng không ạ? Nhìn điện tân đồ là chẩn đoán xác định. Thứ hai là chẩn đoán định khu nhồi máu cơ tim. Thứ ba là tiên lượng bệnh nhân nhồi máu cơ tim như thế nào. Và đây là cái phác đồ kinh điển mà chúng ta cần phải biết. Đó, một bệnh nhân có đau ngực của hội chứng mạch vành cấp vào viện thì đầu tiên là ta phải ghi ngay điện tâm đồ cho người bệnh đúng không ạ? Bất cứ nguyên nhân đau ngực gì là cái gì, dù là bệnh nhân 30 tuổi hay bệnh nhân 80 tuổi, việc đầu tiên chúng ta là ghi điện tâm đồ cho người bệnh. Và nếu mà điện ST sinh lên thì chúng ta có lẽ không có loay hoay gì nhiều nữa, chúng ta chẩn đoán luôn nhồi máu cơ tim có ST sinh lên. Và theo khuyến cáo mới nhất năm 2018 của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu về can thiệp nhồi máu cơ tim có ST sinh lên thì không có chỉ định là trì hoãn việc. Và nếu mà bảo đợi kết quả men tim, siêu tim để chỉ hoãn việc can thiệp là không đúng, đúng không? Chúng ta bắt buộc rằng từ lúc ta tiếp xúc nhân viên y tế đến cái lúc mà ta can thiệp là phải rất là nhanh, trong khoảng 90 phút. Thì nếu mà ST chênh lên, chẩn đoán luôn nhồi máu cơ tim ST lên mà chúng ta khởi động khi can thiệp. Ngược lại, nếu mà ST không chênh lên, đúng không? Thì đôi chúng ta mới có thể làm xét nghiệm men tim. Và nếu mà men tim tăng thì chẩn đoán nhồi máu cơ tim không ST chênh lên. Và nếu mà men tim không tăng thì chẩn đoán đau thương không ổn định. Cái điều này tôi phải nói đi nói lại với các bạn một chút, đặc biệt là trong những bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp. Bởi vì nếu mà ai đi ra làm cái chăm chỉ đấy, thì cách đây khoảng tầm 3 tuần là ta có một ca bệnh nhân là 30 tuổi vào C1 làm điện tân đồ không có biến đổi, sao đẩy ra phòng khám theo yêu cầu để dưng thất luôn tại phòng khám theo yêu cầu. Thế như vậy là tóm lại là nếu điện tân đồ không thay đổi thì tôi nghĩ rằng có một sự thái độ xử trí có lẽ là tương đối là hợp lý để cho nên cho xét nghiệm men tim, đúng không ạ? Và để hoặc là cho làm lại thêm một vài mẫu điện tân đồ nữa, chứ chúng ta đừng có bỏ sót. Vâng, đấy, cái hình thì rất là kinh điển rồi đúng không ạ? Nhìn cái ra có thể thấy ngay là điện tân đồ là ST trên lên các chỉ đạo từ V1, V2, V3, V4. Đấy, cái này, vâng. Đúng không? Bên này sao là trên lên ở D2, D3, AVF đúng không? Đây, việc tôi có ca lâm sàng. Đây sẽ là các cái ca lâm sàng mà các bạn gặp trong khi đi thi thôi. Đúng không? Các bạn thấy một ca lâm sàng như vậy. Đấy, điện tân đồ như vậy. Nhìn rõ chưa? Đây, bệnh nhân nữ 79 tuổi vào viện vì đau ngực trái, tiền sử đau ngực nhiều tháng, 3 ngày nay đau tăng lên kèm với khó thở, khám lâm sàng còn đau ngực trái, nằm đều bằng được, tim đều 70 chu kỳ một phút, thổi tâm tu 3/6 đường cạnh ức trái, phổi không gian, huyết áp là 130/60. Các bạn nhớ chưa? Đây, ca lâm sàng này tôi không phải tôi tự bịa ra hay không phải đi chép ở đâu, mà đúng ở C1 đây, cái điện tâm đồ này ghi ở C1 đây, cái điện tâm đồ ghi như thế này, trong đây đêm này tôi trực. Bây giờ giải pháp xử trí hợp lý nhất là: thứ nhất, khởi động kíp can thiệp chủ động mạch vành; thứ hai là xét nghiệm men tim; thứ ba làm siêu âm tim; và thứ tư là hội chẩn ngoại khoa. Đấy, bạn nhìn được rồi chưa? Nào, bây giờ chúng ta có cần nhìn lại không? Chào bác sĩ Hoa. Nào, mời bạn nào ý kiến, nào mời bạn Văn nào. Đấy, em là bác sĩ trực thì trong đêm thì em làm gì? Em xét nghiệm men tim. Tại sao lại xét nghiệm men tim? Rồi, cảm ơn bạn Văn. Ai có ý kiến gì khác không? Đấy nhá, thì đầu tiên cho quay lại cho phân tích cái điện tâm đồ này. Như vậy chưa thấy điện tâm đồ này có biến đổi ST ở đâu ạ? Chúng ta thấy là điện tâm đồ này có biến đổi ST hơi chênh lên ở V1, V2 đúng không ạ? Đúng không? Và ST lại hơi chênh xuống ở V4, V5, V6 và có sóng T âm V4, V5, V6. Đồng thời là có T âm ở chuyển đoạn D1, D2, AVL đúng không? Như vậy là có biến đổi ST.
Rồi nếu mà như vậy, nếu mà giả dụ là theo đúng khuyên cáo ra thì có điện giải ST trên là chúng ta phải khởi động kíp can thiệp. Đúng không? Đấy đúng là như thế rồi. Thế nhưng mà như bác sĩ Văn phân tích thì tôi nghĩ là tương đối hợp lý, đó là nếu mà chẩn đoán đây là một người mắc tim trước rộng mà kèm theo có thổi tâm tu như thế này thì chúng ta thường nghĩ đến có thể là gì? Biến chứng thủng vách liên tất này nọ, thì lâm sàng nó không tương xứng lâm sàng. Tức là lâm sàng nếu bệnh nhân có biến chứng cao thì thường là gì? Khó thở rất là nhiều, nhịp tim nhanh, anh không nằm được đồ bằng. Ở đây bệnh nhân hoàn toàn nằm được đồ bằng, đúng không? Và như vậy thì với ca này thì cái kiếp trực đã lập tức là cho làm siêu âm tim là cái giải pháp đầu tiên. Nhưng tôi không nói là kiếp trực là đúng nhất, bây giờ đây là chỉ nói lại thôi, tại vì rõ ràng là các bạn đã trực C1, các bạn biết rồi, làm một cái xét nghiệm men tim nó phải mất 2 tiếng đồng hồ mới có kết quả, còn làm siêu âm tim là chỉ 15 phút là các bạn phải ngay làm siêu âm tim, thì là gì? Không có giật vận động vùng và có thông liên thất đấy, và đánh giá thông liên thất và không biến đổi động học điện tâm đồ và toàn trạng ổn định đấy. Tuy nhiên ca này hôm sau thì chúng tôi cho làm lại một cái điện tâm đồ rất là bài bản chuẩn chỉ, thì kết luận là bệnh cơ tim phì đại, có hẹp đường giá thể trái trên áp, có đường giá thể trái là đến 100 mm thủy ngân, và tôi cũng có cho chủ động vành thì không hẹp ý nghĩa động mạch vành. Và vì như vậy thì rõ ràng là với mức cao lâm sàng như vậy thì cho thấy là gì, có vẻ như là cái lựa chọn của bác sĩ Văn là hợp lý, đúng không, là cái quyết định hàng đầu trong trường hợp của các bạn đó là cho phải đợi xét nghiệm men tim cho mới quyết định hướng xử trí cho người, đúng không? Đây vì chúng ta không là nội chú hoặc chúng ta rồi không đi chẩn đoán là ST trên lên đâu nữa, mà gặp bệnh cảnh lâm sàng cụ thể này thì nếu mà câu trả lời đúng sẽ là giống như Văn nói là xét nghiệm men tim, đúng không? Bởi vì đấy, như vậy thì qua lâm sàng này cho người thấy là có rất nhiều trường hợp là biến đổi STT trên điện tâm đồ nhưng lại không phải là nhồi máu cơ tim, đặc biệt trong trường này là bệnh cơ tim phì đại. Và các bạn thấy trên hình này là gì? Một cái dấu hiệu gọi là tăng cánh thất trái trên điện tâm đồ, đúng không ạ? Có ST trên lên và trên xuống và sóng T âm, đặc biệt là có dấu hiệu gọi là STT biến đổi trái chiều QRS. Nghĩa là sao? Nghĩa ở chuyển đạo V1, V2, V3 là ST hơi trên lên thì phúc độ QRS là quay xuống dưới. Những chuyển đạo V4, V5, V6 rồi là D2, rồi là AVL, rồi D1 thì ST trên xuống và T âm thì cái QRS lại hướng lên trên, đúng không? Và đặc biệt là có biến đổi ở nhiều chuyển đạo. Chúng ta biết rằng người máu cơ tim thường là chỉ miền đạo trước rộng, trước bên hoặc là sau dưới, nên là biến đổi cả ở D1, D2, AVL, cả chuyển đạo ở trước rộng. Như vậy cho kết hợp nhiều cái thì trong trường này là không nghĩ đến nhồi máu cơ tim, đúng không ạ? Đấy, giữa hai cái khi chưa nghĩ đến nhồi máu cơ tim khi mà ST chênh xuống DV1, V2, và có chênh xuống đi ngang. Còn đây là chênh xuống là thấy nó chênh trích xuống kiểu down sloping như này và T âm, đúng không? Và kèm theo là biến đổi nhiều chuyển đạo và bệnh cảnh lâm sàng không tương xứng nhồi máu cơ tim, thì chúng ta trong trường này đây là một ví dụ điển hình là các bạn là học viên nội trú và cao học rồi, đúng không? Các bạn đừng có vội vàng khởi động kíp can thiệp trong trường này, đúng không? Thậm chí siêu âm tim mà thấy có cả thủng thông liên thất nữa, thằng chẳng ai cấm cái người bác sĩ làm siêu âm trong lúc đêm trực họ đánh giá cái dòng phổ nó sai cả, mình phải kết hợp cả với cái lâm sàng nữa và cái chuẩn chỉ là chờ cái xét nghiệm men tim, đúng không ạ? Như vậy tiếp theo nữa là cái này cũng nên nói, đó là một dấu hiệu rất quan trọng để mà chẩn đoán là ST chênh lên này là của nhồi máu cơ tim hay không phải nhồi máu cơ tim, đó là chuyển đạo dấu hiệu soi gương. Khi có dấu hiệu soi gương thì cho càng tự tin hơn đây là nhồi máu cơ tim. Soi gương là thế nào? Đó là khi mà ST chênh lên ở D2, D3, AVS và chênh xuống ở V1, V2, V3 như thế này. Tại sao gọi là chuyển đạo soi gương? Lại tạo dựng cho có chụp mình như thế này, lấy nguyên cái đoạn này phải ra quay ngược lại chiếu vào mặt phẳng gương, thấy là ở cái như là V1, V2, V3 này hoàn toàn tương ứng với cả D2, D3, AVS. Đây người ta gọi dựng chuyển đạo soi gương. Tại vì sao như vậy? Ta biết rồi, cái quả tim nằm đối xứng này, nếu mà có một cái thành là ST trên lên thì cái thành đối xứng với nó sẽ là ST trên xuống, như vậy thôi. Và ca lâm sàng thứ hai ta có điện tử nhồi máu cơ tim như này, đúng không? Đây người ta gọi là dưới nội tâm mạc, tức là chúng ta không thấy có ST trên lên nhưng bù lại thấy có ST trên xuống ở rất nhiều chuyển đạo, đúng không ạ? V1, V2, V3, V4, V5, V6 này trên hẳn rõ xuống như thế. Và như trường này nó có thể khẳng định là một cái nhồi máu cơ tim không ST trên lên. Đây một ca lâm sàng nữa dành cho các bạn. Bệnh nhân nam 45 tuổi đến khám vì mệt mỏi, khám là không đau ngực trái, mệt mỏi nhiều, mỏi cơ, nhịp tim 76 chu kỳ một phút, huyết áp 130/65 mm thủy ngân và cái điện tâm đồ như thế này. Các bạn nhìn rõ chưa ạ? Đây, bước xử trí hợp lý nhất là khởi động kíp can thiệp, hai xét nghiệm men tim và làm khí máu động mạch, làm siêu âm tim dựa đánh giá dựa vận động vùng. Cái này là hay thế.
Nào. Nào bạn nào có ý kiến nào mời bạn Phương nào ngồi cạnh xin bạn. Đây là đấy các em trực trong đêm mà có một ca này thì em làm gì? Em ngồi nói cũng là không cần đứng đâu. Chờ ý kiến nào mời bạn bên cạnh em tên là gì? Nữ chú bốn mấy? 43. Vâng, đây mời bác sĩ Đông cho ý kiến. Bác sĩ Phương chưa có ý kiến gì cả. À khi võ động mạch có điện giải không, nó cũng ý ra có em có ý kiến khác. Em tên là gì? Đấy, đồng ý ý kiến của bạn. Thế bạn này lại cũng đồng ý ý kiến của bạn. Và à đây đúng rồi đấy, và rất là tinh ý là như thế, rõ ràng cho thấy một cái điện tâm đồ là gì, thấy gì QRS thứ nhất đây là dạng không những là block nhánh trái, nó còn hơi giãn rộng ở rất là nhiều cái chuyển đạo đúng không ạ, kèm theo có một cái gì sóng T cao nhọn đối xứng như thế này, và đặc biệt là có dấu hiệu vì bệnh nhân hoàn toàn không có chuyển động lực gì cả đấy, cái này nó phải lâm sàng là rất đúng, mình phải có nhạy cảm lâm sàng như vậy. Thì tất nhiên cái đầu tiên là nên nghĩ đến là phải loại trừ xem có tăng kali máu hay không. Nó đây là rõ ràng những cái rất thiết thực, bạn có thể vẫn cho làm men tim đúng không, bạn vẫn phải đẩy máy sơm ra, bạn quét máy sơm, nhưng mà cái điều quan trọng bạn không thể bỏ sót được là bạn phải xem là bệnh nhân có dựa tăng kali máu hay không. Đấy, dấu hiệu tăng kali máu chúng học rất là nhiều giá giả rồi, từ E6 giờ rồi, nhưng mà một cái bệnh cảnh lâm sàng này thấy QS giãn rộng, T cao nhọn đối xứng như thế này đúng không ạ, đấy, và ST chênh lên kiểu down sloping đấy, như vậy thì cái kiểu mà nó đi ngang, không phải đi ngang, nó lại check lên như này đấy, thì chúng ta vậy nghĩ đến gọi là dấu hiệu tăng kali máu. Vậy như vậy thì trong trường này thì bạn có biết đề trước không đấy, sao bạn lại trả lời được? Tôi đùa thôi, bạn thấy rất là tốt đấy, nội chú là phải tinh ý như thế đúng không ạ. Này, đây lại tiếp theo nhá, mấy câu này có vẻ hơi dễ đúng không, đi thi thế để cho cái câu khó hơn. Bệnh nhân nam 70 tuổi đến khám vì đau ngực, tiền sử tăng huyết áp khá lâm sàng còn đau ngực trái, nhịp tim đều 76 chu kỳ phút, huyết áp là 165/70 mỹ ngân, đấy điện tâm đồ như thế này. À, xem kỹ chưa, đấy, bước xử trí hợp lý nhất là nghi điện tâm 12 chuyển đạo, xét nghiệm men tim, C khởi động kíp can thiệp, D ít nghĩ đến bệnh mạch vành do điện tâm đồ là block nhánh trái ở bệnh nhân tiền sử tăng huyết áp, bệnh cảnh lâm sàng nhá, còn đau ngực trái tim đều 76 rồi, không phải là quá nhanh, huyết áp 165/70. Đấy. Nào, bản trên là mời chị ạ, chị là nội chú hay là cao học ạ, chuyên khoa 2 ạ. Vâng, mời chị là bác sĩ gì ạ? Vâng, mời đây xem chị, theo ý kiến của chị thì bệnh nhân như này mình làm gì? Đây ạ, ít nghĩ đến bệnh này vì điện thoại là block nhánh trái. Điện thoại này có đúng block nhánh trái không ạ? Đúng không? Đúng không? Block nhánh trái là đấy, số QRS giãn rộng trên 120 mili giây, đặc biệt ở các chuyển đạo V5, V6. Đó. Mời bác sĩ bên cạnh anh ạ. Anh có là chuyên khoa 2 đúng không ạ? Hay là nội chú? À, nội chú muốn rồi. Đấy, mời bạn. Rồi, không sao cả, mời bạn trả lời câu này. Đáp án C, khởi động nghiệp tại sao? V mấy ạ? Thì mời bạn và chú 4 này vào đây là nhồi tin như vậy, nhưng block nhánh trái, hai người ý kiến đối lập nhau. Mời bạn bên cạnh. Đấy, thì em chọn đi thôi. Đây bây giờ rõ ràng là cái gì ạ? À, lại xét nghiệm men tim. Nào mời ông bên cạnh. Ba ý kiến rồi, thì phải có một người khác. Lại C là khởi động kíp can thiệp. Tóm lại là có vẻ nhiều người là chọn C hơn đúng không? Hỏi 4 người là 3 ý kiến rồi. Cũng rất là hay, thế thì cái này phải quan trọng này. Ai cũng biết là trong giờ này tất nhiên chúng ta vẫn phải xét nghiệm men tim đúng không? Nhưng mà cái xét nghiệm men tim đấy có phải là cái quyết định
để mà chúng ta làm cái việc tiếp theo hay không làm cái việc tiếp theo hay không đấy. Thì vậy thì trong trường này cái gì phải là cái quan trọng nhất? À đấy, điện tân đầu block nhanh trái, đúng không ạ? Tại sao lại như vậy? Tại vì trong những trường hợp mà chúng ta bị thiếu hoại tử một cái vùng kiểu máu cơ tim, đúng không, thì rõ ràng là cái dẫn truyền nó sẽ bị kém, đúng không? Hoại tử vùng cơ tim thất trái thì dẫn truyền nó sẽ sang bên phải trước rồi dẫn ngược sang bên trái, và như vậy là có dạng thái cực thì STT thường mới đổi trái chiều QS đấy, cái rất là quan trọng, đúng không? Và đây cái này kinh điển đó là tiêu chuẩn Scarbosa, các bạn đã nghe thấy chưa? Cách đây là mấy năm có một anh cao học làm cái đề tài về như này, đó là gì? ST trên lên trên 1mm các chuyển đạo có QS dương là 5 điểm, ST trên xuống trên 1mm ở V3, V1V3 là 3 điểm, ST trên lên trên 5mm hoặc 1/4 chiều sâu sóng S ở các chuyển đạo QS âm là 2 điểm, trên 3 là có độ nhạy là 36% và độ đặc hiệu 9%. Nghĩa là tiêu chuẩn này là sao? Nghĩa là tiêu chuẩn này không phải lúc nào nhạy, nhiều trường hợp là nhồi máu cơ tim mà tiêu chuẩn này bỏ sót. Nhưng nếu mà nó có đúng đặc hiệu, đặc điểm như này từ trên 3 điểm thì cái độ đặc hiệu lên 90%, đúng không ạ? Vậy chứ ạ? Đây, ví dụ như điện tân đồ này các bạn thấy là gì? Chỉ có block nhìn trái đây, đúng không? Không có những dấu hiệu như là ST trên lên ở trên 1mm chuyển đạo QS dương. Các bạn thấy đây, đây các chuyển đạo QS dương là gì? D1, D2, AVL, V5, V6 thì có ST trên lên không? Không có, đúng không? Như vậy là không có cái tiêu chuẩn này. ST trên xuống trên 1mm ở V1 và V3. Thì cái này có không có, đây còn ST còn trên lên ở V1, V3 nữa, đúng không? ST trên lên trên 5mm hoặc 1/4 chiều sâu sóng S ở các chuyển đạo QS âm. Thì đây có đủ 1/4 chiều sâu sóng S hoặc là trên 5mm không? Ở V2 thì không chắc là có đủ 5mm không, khoảng 4-5mm nó cũng rất là chất chới. Nhưng cái này chỉ có 2 điểm thôi, chứ chưa đủ tổng 3, đúng không? Đúng tiêu chuẩn nó phát biểu như thế này. Như vậy trong trường nếu các bạn nhìn thấy một trường như thế này thì chúng ta phải kết luận đây là điện tân đồ của block nhánh trái thôi. Ngược lại trên trường hợp này thì các bạn thấy gì? Các bạn nhìn vào các chuyển đạo mà QS dương, đúng không? Thấy là D1, D2, V4, V5, V6, AVL là QS dương, thì ST có trên lên không? Có trên lên. Như vậy nếu mà những chuyển đạo QS dương mà các bạn thấy có ST trên lên thì chúng đối chiếu với tiêu chuẩn Scarbosa ra thấy là gì? Là đã được 5 điểm rồi. Như vậy là có thể là chẩn đoán là nhồi máu cơ tim được, đúng không? Nhắc lại lần nữa là cái tiêu chuẩn này nó rất thiên về việc là chẩn đoán nhồi máu cơ tim. Nếu các bạn thấy là tiêu chuẩn này không đủ thì độ nhạy nó chỉ có 36% thôi, nhưng là có một số trường nó vẫn bỏ sót thì mình vẫn phải xét nghiệm thêm men tim này nó. Còn nếu các bạn thấy nó đạt đủ với tiêu chuẩn này rồi thì không có nghi ngờ gì cả, chẩn đoán luôn là nhồi máu cơ tim. Và vì vậy thì trường này tôi nghĩ khá là rõ và tôi đồng ý với ý kiến của các bạn. Cái cả nó đấy thì trong trường này thì tôi thấy đúng không, trường này có các trường ST chênh lên thì có quét dương là V4, V5, V6 và D1 AVL, đúng không? Nghĩa là nó tương ứng với cả người ta gọi là chênh lên đồng hướng với cả STT, và như vậy cho có thể cho phép chúng ta chẩn đoán đây là trường nhồi máu cơ tim, đúng không? Thấy rất là rõ như vậy. Đây đến 7 điểm rất là rõ, và như vậy thì cho phép chúng ta chẩn đoán là trường này có thể khởi động kỹ can thiệp. Các bạn vẫn có thể làm xét nghiệm men tim nhưng không được trì hoãn cái việc khởi động kỹ can thiệp, luôn luôn nhớ là như thế, đúng không? Thế trong ca này thì sao? Chẩn đoán điện tân đồ đây là nhồi máu cơ tim trước rộng cấp, nhồi máu cơ tim sau dưới cấp hay block nhồi máu cơ tim hoàn toàn là bệnh nhân tiền sử tăng huyết áp? Nào trường này thì thế nào? Anh mời bạn Dũng này. C. Ừ, thế có ai ý kiến không? Mời chị Trang ạ. Bác sĩ Trang rất nhiều kinh nghiệm rồi. À vâng chị, sẽ bác sĩ Thủy ngồi cạnh. À trường này thì mình lại thấy nhất là việc cứ nhìn những cái chuyển đạo mà QS dương, đúng không ạ, là V5, V6, D1, AVL này, xem nó có ST chênh lên hay không, đúng không? Thì ra đây mình thấy có không ạ? Không có, đúng không? Những chuyển đạo mà QS âm thì có ST chênh xuống không? Thì ra cũng không có. Mà ST chênh lên, nó có chênh lên trên 1/4 sóng S hay không? Thì cho thấy ở đây có V1, V2, V3 là QS âm, hay V4 là QS âm nữa, thì ra ST chênh lên nó có vẻ như là nó chưa đủ 1/4 sóng S theo đúng cái tiêu chuẩn đấy.
Thì như vậy thì tôi nghĩ ở đây là có vẻ là hợp lý hơn là nếu chẩn đoán là đây là một cái block nhánh trái ở bệnh nhân tăng huyết áp thì hợp lý hơn đúng không ạ? Và ST luôn biến đổi trái chiều QS, nhớ lại cái điều rất là quan trọng. Đấy các bạn, có bệnh nhân block nhánh trái nhưng STT biến đổi trái chiều QS cho phép các bạn là gì? Nghĩ nhiều là block nhánh trái trong cái suy tim này người ta hơn là nhiều người tim đúng không? Tất nhiên cho nhớ rằng độ nhạy nó chỉ có 36% thôi. Đây ca này ạ. Nào mời bạn bên cạnh, bác sĩ Thủy. B, block nhánh trái đúng không? Đã thấy là gì? Thấy đây có block nhánh trái thì phải rõ rõ rồi. C, chỉ đạo V5, V6 thì QS là khá là giãn rộng, đúng không? Đấy, như vậy thì cũng là một cái block nhánh trái thôi. Rõ ràng như thế thì qua này cho có thể tự tin được là một trường hợp là nhồi máu cơ tim hay là block nhánh trái. Tất nhiên là trong mọi trường hợp để các bạn loại trừ hoàn toàn nhồi máu cơ tim thì vẫn nên làm cái xét nghiệm men tim. Đây ạ. Cái này thì sao? Cái này có giống cái trước nhỉ? Đúng không? Đặc biệt chúng ta thấy trong trường hợp này là gì? Mặc dù là có vẻ như là block nhánh trái thật nhưng mà thấy có gì? ST trên đồng hướng ở QS ở D, chuyển đạo D2 khá là rõ, chuyển đạo AVF và chuyển đạo D3, tức là chúng ta có ST trên lên không phải là nhồi máu sau trước rộng mà là ST trên lên kiểu của nhồi máu sau dưới đúng không ạ? Đấy, thì không trên lên ở V2. Đấy, tại vì sao như vậy? Tại vì đây là một cái nhồi máu sau dưới thì ST trên lên ở D2, D3, VF là có chỉ đạo V1, V2, V3 cái kiểu của chỉ đạo soi gương. Và như vậy nếu các bạn nhìn thấy điện tô này thì các bạn không được chẩn đoán là mà đây là chúng ta nghĩ phải nghĩ đến một cái nhồi máu cơ tim. Đấy. Đúng không ạ? Như vậy đây cái hình này tôi ghi ra là khi trước thì bệnh nhân là hoàn là không có điện, hoàn là không biết được STT cả, thì khi trước thì cho phép cho ta chẩn đoán đây là block nhánh thôi, nhưng sau đó khi đã thấy ST chênh lên ở D2, D3 VS rồi thì chẩn đoán là nhồi máu tim như thế này. Và đặc biệt ở đây là gì, chúng ta phải nhớ rằng so sánh điện tâm đồ trước sau qua có biến đổi theo thời gian thì sẽ giúp ta chẩn đoán xác định. Vâng, vậy thì tổng kết lại cái này chúng ta rất là đôi khi là rất là khó nghĩ là điện tâm đồ nhồi máu tim và bệnh nhân có block nhánh trái. Trong bệnh cảnh lâm sàng của nhiều người tim, block nhánh trái mới xuất hiện hoặc nghi ngờ mới xuất hiện có gì cho nó như biến đổi ST đúng không? Và bây giờ cả block nhánh phải cũng vậy nữa. Đúng không? Và tuy nhiên chẩn đoán là không đơn giản. Và ta áp dụng tiêu chuẩn Scarbosa chẩn đoán như thế này, có độ đặc hiệu cao nhưng độ nhạy không cao nên có thể bỏ sót trong nhiều người tim. Đúng không? Và nhớ rằng trong nhiều người tim chỉ có biến đổi động học theo thời gian. Và nếu mà nhiều người tim có block nhánh trái thì tiên lượng nặng hơn. Và cái này tôi phải nói luôn là chúng ta rất gặp trên lâm sàng, đó là block nhánh phải có thể gặp ở cái người bình thường, có thể tỷ lệ khoảng 20-30% trong quần thể là block nhánh phải, nhưng mà hoàn toàn sinh lý thôi. Nhưng đã có block nhánh trái nghĩa là bệnh lý hoặc là bệnh nhân có tăng huyết áp, hoặc bệnh nhân có suy tim, hoặc bệnh nhân có bệnh lý mạch vành cũ. Đây là trường hợp điện tâm đồ bệnh nhân ở có máy tạo nhịp liệu có mạch vành hay không. Vâng, trong trường hợp này rõ ràng là một cái chưa thấy là gì, rõ ràng là có cái máy tạo nhịp đúng không, điển hình làm còn cái style máy tạo nhịp đi trước các phượng như thế, có vẻ đây là còn là cái máy tạo nhịp hai buồng nữa đúng không. Rồi đấy, tuy nhiên cái như vậy đây trong trường này sẽ nhiều nghiêm cấp hay là điện đồ của máy tạo nhịp. Ai có ý kiến gì không? Là phía trên kia nào, mời bạn đấy, mời em là nữ chủ 43 đúng không? Và em nghĩ điều bình thường đúng không? Vậy đúng rồi, một cái điện tử này rõ ràng là cho gì không nhìn thấy ST biến đổi ở đâu cả đúng không ạ?
không hề biến đổi đâu cả, và chỉ có một cái sóng nó hơi giãn rộng một tí này thôi, và của một cái tớ tưởng đây là cái sóng quy đúng không, nhưng mà tớ biết rằng cái sóng quy nó chỉ xuất hiện ở, nếu mà đúng là mạch vành thì nó chỉ có một chuyển động trước rộng, tức là V1 đến V6 hoặc là sau dưới D2, D3, VF thôi. Còn đây là tất cả đều D2, D3, VF rồi là V1 đến V6 đều có sóng quy như thế này cả. Thì đây là nghĩ nhiều là cái điện tử của máy tạo nhịp là nhiều hơn, đúng không? Mà các bạn đã được học bài điện tử của máy tạo nhịp chưa? Và bác sĩ Kiên dạy cho các bạn đấy. Ở đấy. Trong trường này thì sao? Cũng là cái máy tạo nhịp đúng không? Chẳng thấy có một cái style rất là rõ đi trước các trường đại, nhưng đây là những cái tiêm cấp hay là điện tử của máy tạo nhịp? Nào bạn nào có ý kiến? Mời bạn. Thưa bạn cho A, B. À tại sao? À đúng rồi, đây thì rất là rõ. Trong trường này có ST chênh lên mà theo một cái miền chuyển đạo là từ V2 đến V5 đúng không? V6 hơi chênh lên một tí thôi đấy. Đúng không? Và như thế là cứ thấy ST chênh lên này cho phép cho chẩn đoán là một cái nhiều tiêm cấp. Ta bỏ qua mấy cái này nhé. Đấy. Trường này đấy đúng không? Các bạn có thấy gì ạ? Mặc dù cũng là máy tạo nhịp mà rất là tinh ý cho mình nhìn ra là gì? Một số chỗ có tạo nhịp thôi nhưng mà vẫn là có cái sóng P đi trước QF, và đây là P có ST trên lên D2, D3, VF như thế này thì cho phép chúng ta cũng chẩn đoán đây là nhồi máu tim cấp. Vâng, cái trường này thì sao? Chẩn đoán nhồi máu tim sau dưới cấp, nhồi máu tim trước dạo cấp, nhồi máu tim thành bên hoặc block nhánh phải. Đấy, vì các bạn gặp một cái trường này. Thấy chưa? Thấy đây block nhánh phải thì rõ rồi đúng không ạ? Đấy, QS là giãn rộng ở chuyển hạng V1 là rất là rõ này. Nào mời bạn bên cạnh, em là cao học hay là nội chú? Và em thử xem cái này thì là A, B, C hay D? C. Nếu cái thành bên cấp. Tại sao em lại chọn C? ST chênh xuống ở V1, V3, cái này chúng ta phải chú ý. Nếu mà chẩn đoán định khu, chúng ta không dựa vào chuyển đạo của ST chênh xuống. Các bạn phải nhớ này. Đã gọi là chẩn đoán định khu, cho chỉ dựa vào chuyển đạo của ST chênh lên thôi. Đúng không ạ? Thì ra mới rút chẩn đoán định khu. Còn nếu chênh xuống thì không dựa vào chẩn đoán định khu được. Đúng không ạ? Và như thế này, cho nhìn như thế này, cho thấy là gì? Bạn phát hiện đúng rồi là có ST chênh xuống chẳng V1, V2, V3. Đúng không ạ? Và kèm theo tí là ST hơi chênh lên nhé. Một chút chẳng D2, D3, VS đúng không ạ? Và như vậy từ với hình ảnh tôi nhắc lại để có dấu hiệu soi gương, hình ảnh soi gương test trên lên cái mình sau dưới và trên xuống ở chợ D2, D3, VS. Và như vậy trong trường này thì có lẽ cái chẩn đoán hợp lý là những tin sau dưới đúng không ạ? Đây, trong trường này thì một cái block nhánh phải rất là rõ và các bạn phải thấy là gì, là không hoàn toàn không thấy biến đổi ST trên lên hay trên xuống gì cả. Trong trường này thì sao ạ? Cũng là một cái block nhánh phải. Đây là nhiều nguyên tiêu cấp hay là block nhánh phải? Gì? Mấy em? Tại sao ạ? À, đấy là... Vâng. Đấy. Cái này là dạng block nhánh phải đúng rồi, nhưng tôi thấy gì? Thấy rất là rõ là cùng là block nhánh phải, nhưng ST lại chênh lên ở chuyển đạo V1, V2, V3, V4 đúng không ạ? Kèm theo nếu các bạn tinh ý nhận ra có thể thấy là gì? ST hơi chênh lên D1 và AVL và chênh xuống ở D2, D3, VF. Và tôi nói lại rồi, đã thấy dấu hiệu soi gương thì cho phép chúng ta chẩn đoán là nhồi máu cơ tim. Khẳng định lại như vậy thôi, đúng không ạ? Và nhé, rất là chính xác, đây là nhồi máu tim cấp, đúng không? Đây là những cái nghiên cứu là block nhánh phải trong bệnh cảnh nhồi máu cơ tim, đúng không ạ? Thì thật ra là nếu mà bệnh nhân cùng là bệnh nhồi máu tim cả thì có block nhánh phải thì cái tiên lượng sống nó và mọi cái triệu chứng như là tỷ lệ tử vong nội viện, các biến cố như suy tim rồi là tụt áp, sốc tim, hoặc là đau ngực hoặc là ngừng tuần hoàn nó đều cao hơn là không có block nhánh phải. Đấy là như vậy.
trận đoán định khu thì cái này là hình này kinh điển rồi đúng không ạ? Chúng ta phải sẽ về sau sẽ đến cái khóa về đọc thông tin theo cái động thì gọi là đọc là động mạch vành đúng không? Động mạch vành thì tiếng Anh là coronary, thật ra là viết từ từ crown mà ra, tại vì nó bao giờ nó có hai cái mặt phẳng vuông góc là giống như cái vương miệng của nhà vua là nó như thế này đúng không? Và đây là nhìn thấy bao giờ từ trên xuống dưới là có động mạch vách lên đất trước nối với động mạch vách lên đất sau và chạy trong rãnh, đấy là chạy trong rãnh liên thất. Còn ngược lại là một mặt phẳng cắt ngang vuông góc, đó là chạy trong rãnh nhĩ thất, là phân chia tầng tâm nhĩ và tầng tâm thất, là có động mạch mũ và động mạch vành phải. Và dựa vào như vậy, các bạn muốn chẩn đoán nhồi máu tim được, các bạn phải nắm được giải phẫu động mạch vành và chẩn đoán định khu nhồi máu tim dựa vào chuyển não có ST chênh lên, ST chênh xuống không có giá trị chẩn đoán định khu. Đúng không? Vai trò chẩn định khu là gì? Là giúp cho tiên lượng bệnh nhân đúng không? Nếu mà bệnh nhân nhồi máu cơ tim trước rộng, thông thường là tiên lượng nặng hơn, nếu mà đoạn gần tiên lượng nặng hơn, hoặc là nếu mà có kèm theo block nhánh phải, hoặc là kèm theo mà nhồi máu thất phải thì tiên lượng nặng hơn. Điều trị chúng ta thấy nếu mà tim trước rộng thì nguy cơ là bệnh nhân sẽ phù hồi cấp thì ta phải tăng cường dùng thuốc lợi tiểu. Trái ngược lại, nếu như tim sau dưới có suy thất phải thì cần bù dịch. Và thứ ba đó là rối loạn nhịp, nếu tim sau dưới dễ dẫn đến rối loạn nhịp, xem xét đặt máy tạo nhịp sớm. Tôi vừa mới cấp cứu bệnh nhân là vào viện lúc khoảng 11 rưỡi ở C1 mà sau đó là có ngừng tuần hoàn, và nếu bạn nào cấp cứu đấy là thấy huyết áp không để lên được. Huyết áp chỉ tầm khoảng 50 30 không để đo được. Đấy, và nhưng mà sau khi xong vào can thiệp chỉ cần đặt cái máy tạo nhịp tạm thời lái áp lên ngay là đến 90. Nghe tiếng Anh. Thực sự là như vậy, là nếu các bạn về sau, nhất là các anh chị có học ở tuyến dưới, các bạn có bệnh nhân nhồi máu tim sau dưới mà các bạn có nguy cơ phải chuyển đi chẳng hạn, thì trước khi đi một mặt các bạn giải thích gia đình trước là có nguy cơ rối loạn nhịp, thứ hai các bạn có thể đặt một cái máy tạo nhịp tạm thời dự phòng để nhân tránh những cái tình trạng như đề cao hôm nay tôi vừa cấp cứu. Đấy. Và đây là chẩn đoán định khu. Cái trong trường hợp này các bạn nhìn thấy tâm đồ, đây là tổn thương thân trung động mạch vành trái hay tổn thương đoạn gần động mạch vách lên đất trước, đoạn giữa động mạch mũ hay là tổn thương ba thân động mạch vành. Đó. Đoạn gần, ai bảo tổn thương thân trung, giơ tay xem nào. Vâng, đầu tiên cho nhìn thấy điện tâm đồ thì cho thấy gì? Cho thấy ST chênh lên ở chuyển đạo V1, V2, V3, V4, V5 đúng không ạ? V6 thì không rõ lắm. AVL là chênh lên đúng không ạ? ST chênh xuống ở soi gương ở chuyển đạo D2, D3, AVS. Như vậy rõ ràng có hình ảnh soi gương là chuyển đạo nhồi máu tim cấp rồi, và ST chênh lên ở chuyển đạo trước tim. Như vậy cho phép chúng ta chẩn đoán là nhồi máu tim thành trước. Có phải tổn thương thân trung không? Tổn thương thân trung cho biết là đều là thông thường là chênh lên là AVR, hình ảnh không rõ lắm. Như vậy thì câu chuyện ở đây là tổn thương đoạn gần hay đoạn giữa thôi, đúng không ạ? Và một cái tiêu chuẩn để giúp các bạn đánh giá là tổn thương đoạn gần hay đoạn giữa là gì? Chúng ta nhìn là hai cái. Cái nhất chúng ta nhìn là bệnh nhân có block nhánh phải hay không, đúng không? Cái nhánh mà cấp máu nuôi cho cái nhánh phải là gì? Bao giờ có cái nhánh vách đầu tiên. Và nếu mà trường hợp này có block nhánh phải không ạ? Có block nhánh phải nghĩa là tổn thương nó phải tắt đoạn trước cái đoạn nhánh vách, đúng không? Nhánh phép tan đầu tiên. Và bên cạnh đó ta thấy là ST chênh lên AVL với tổn thương LED. AVL là gì? Thể hiện là gì? À, chứng tỏ là thành bên nó cũng có tổn thương, đúng không? Và cái nhánh nào cấp máu nuôi thành bên? Đó là nhánh động mạch, nhánh có nhánh chéo, nhánh diagonal cấp thành bên, đúng không ạ? Nếu là, nhớ là giải phẫu mạch vành như vậy. Và như vậy trường này là tổn thương LED và tắc hoàn toàn trước nhánh chỗ chia nhánh phép tan, tắc trước chỗ chia nhánh diagonal là như vậy. Rất là đồng ý với các bạn. Thì tôi nghĩ nhiều đến để tổn thương đoạn gần động mạch vách lên đất trước, đúng không ạ? Đây là cái giải phẫu của động mạch vách lên đất trước. Bao giờ nó cũng chạy trong rãnh liên thất, đúng không? Vòng qua mỏm tim và kết thúc ở mặt hoành của thất trái. Đấy, đầy động mạch vách lên đất trước, đúng không? Luôn luôn nhớ là như vậy. Và cấp máu thành trước của tim thông qua nhánh diagonal cấp máu cho phần trước của vách liên thất, cấp máu cho vùng mỏm. Và nhánh septan đầu tiên thường cấp máu cho nhánh phải báo hít. Do đó nếu mà có nhồi tim trước rộng mà có block nhánh phải thường là tắc trước nhánh septan, ví dụ như trường này. Đấy, các bạn thấy như vậy. Thực ra là cái này nó không thay đổi nhiều lắm cái thái độ điều trị xử trí trên lâm sàng của chúng ta. Nó thấy bệnh nhân này đương nhiên là khởi động kỹ can thiệp rồi, nhưng có thể giúp cho tiên lượng, bởi vì như thế cho biết là trong này là tắc đoạn gần động mạch lên đất trước.
đúng không ạ? Tổn thương đoạn gần là chất do cái vùng thiếu máu cơ tim rất là rộng nên có thể soi gương rất là rõ ở D2, D3, VF, ST trên lên AVL do tắc nhánh diagonal và block nhánh phải do tắc nhánh septa. Đúng không? Ví dụ nhìn này các bạn có thể thấy rất là rõ, đúng không? Này cái ví dụ của chúng ta. Cái này nó đầy một cái trường hợp mà chúng tôi chụp. Bạn thấy rất là rõ tắc ngay từ đoạn 1 cái lần trước, đúng không ạ? Bệnh nhân này vào viện vì đau ngực trái. Nhìn cái điện tâm nổi này thì sao? Đây tổn thương đoạn gần động mạch hay lady đoạn giữa tổn thương mũ hay là không có tổn thương động mạch vành? À. Nào mời bạn. Em nghĩ là giữa là bạn nữ bên cạnh. Em nghĩ tôi nặng giữa. Đúng rồi, vâng, như vậy thì cho rất là rõ rồi. Đầu tiên là gì? Đầu tiên phải quan sát được là có ST trên lên hay không. Mà nếu mà đặc biệt là có dấu hơi dựa soi gương một chút thì càng tự tin hơn đây là nhồi máu cơ tim. Chứ không thể nói đây là không có tổn thương động mạch vành được, đúng không ạ? Và với như hiện này rất là rõ là không có block nhánh phải rồi không có trên lên ở AVL D1 thì nghĩ nhiều đến đoạn 2 nhiều hơn. Đây chỉ là nghĩ thôi. Tại vì tôi cũng phải nói thật với các bạn thế này là nếu người ta làm càng nhiều ta thấy là gì? Giải phẫu cái hệ động mạch vành của mỗi người nó là khác nhau. Có người thì bên này nó ưu năng, có người thì cái nhánh septa nó rất là ưu năng, có người septa rất là nhỏ thì không phải trường nào nó cũng đúng chuẩn như thế cả. Đây chỉ chung để cho mình có khái niệm là làm sao mình chẩn đoán định khu được thôi. Đó. Và tổn thương đoạn giữa đúng không ạ? Thì thường nó trên lên từ V thành gọi là trước vách ạ, từ V2 đến V5 mà ST không trên lên được V1, đúng không? Không có không rõ cái hình ảnh soi gương chứ sau dưới đúng không? Đấy. Ví dụ trường này thì sao? Liệu đây tổn thương đoạn gần hay tổn thương đoạn giữa hay tổn thương động mạch mũ hay là không có tổn thương động mạch vành trong một cảnh block nhánh phải hoàn toàn? Gì cơ? À cái này rất là rõ rồi, đầu tiên là ST trên lên đâu ạ? V1 đến V4 đúng không ạ? Kèm theo trên lên D1 với AVL đúng không ạ? Rất là rõ, như vậy là nó cũng bị thiếu máu và đây là cũng có block nhánh phải rồi, như vậy chấm nào. Chấm này thì cho phép chúng ta chẩn đoán đây là một trường hợp nhồi máu cơ tim trước rộng đúng không ạ? Có chuyện soi gương và tắc ở đoạn gần nó mạch vách lên tất trước. Và các bạn nhớ rằng trong cái bệnh cảnh này đấy đặt nhồi máu tim trước rộng kèm theo block nhánh phải và block phân nhánh trái trước đấy được hiện như này là trục trái và cái dạng R nhỏ S lớn ở D2 D3 AVF như thế này đấy. Thì bao giờ rất là tiên lợi nặng, nhớ nhá, block nhánh phải này ST trên lên là chuyển nặng, D1 tức là có tắc đoạn gần rồi đúng không? Kèm theo có block phân nhánh trái trước tức là ST trên xuống D2 D3 VF và dạng R nhỏ S lớn ở D2 D3 VF thì rất là thường gặp là tắc đoạn ngay đoạn gần LED, có thể tắc cụt ngay lỗ vào LED. Nhớ lại thế. Nhìn một cái lần này là luôn nhớ đúng không? Và tiên lượng rất là nặng, tương đương tổn thương thân trung động mạch vành trái. Trong trường này thì sao ạ? Liệu đây tổn thương LED hay động mạch vành phải, động mạch mũ, bản thân động mạch vành hay là thân trung động mạch vành trái ạ? Bạn nào bảo là mũ ạ? Ai bảo là mũ ạ? Em, tại sao em bảo là mũ?
Đó. Vậy thì tại sao không phải tổn thương động mạch vành phải? À đấy, cái này thì mình cũng phải biết, tại vì rõ ràng như cái ca hôm nay mà tôi vừa cấp cứu, tôi chụp lên mạch vành thì động mạch vành phải cũng hẹp đến 99%, nhưng động mạch mũ cũng hẹp 99%. Vậy thì cái phân biệt là động mạch vành chủ phạm là động mạch nào, đúng không? Thì chưa thấy là hôm qua là tôi nhớ là lúc đấy tôi bật cái livestream của tiến sĩ Chồng dạy dạy là nó có quy tắc gì D1 cộng D3 bằng D2, đúng không? Và như vậy mình áp dụng trong cái nhồi máu tim đó là gì? Đó là nếu mà ST chênh xuống ở D1 thì ST ở chợ D3 phải chênh lên nhiều hơn ở D2, mà ST chênh lên D1 thì ST chênh lên ở D2 phải nhiều hơn D3, tại vì D1 cộng với D3 bằng D2 mà. Đấy, cho nhớ lại như vậy, đúng không? Và cho nhìn cái tam trục kép Bali như thế này, đúng không ạ? Thì thế thấy là gì? Tắc động mạch vành phải, đúng không ạ? Thì ST, tại vì cái chiều của nó lại vành phải, thì ST sẽ chênh lên ở D3 nhiều, D2 ngược lại. Nếu mà tắc động mạch mũ thì do nó mình mũ cấp máu thành bên, đúng không ạ? Nên ST nó sẽ chênh lên ở D1. Và vì ST chênh lên D1 mà D1 cộng D3 bằng D2, nên ST ở D2 sẽ chênh lên nhiều hơn D3. Chỗ này các bạn có hiểu không ạ? Đây nhá. Nếu mà bây giờ tác động mạch mũ thì gì, cái thành bên nó bị thiếu máu và như vậy ST sẽ chênh lên ở D1. Đúng không ạ? Mà chúng ta biết rằng D1 cộng D3 bằng D2. D2 phải lớn hơn D3, đúng không? Các bạn hiểu chưa? Nôm na là như thế thôi. Vậy thì trường hợp cái này cực kỳ chính xác, tôi chưa thấy trường nào sai cả cái này cả, trừ trường là vành phải ưu năng hoặc mũ ưu năng này nọ thì không nói. Nhưng ví dụ như trường này các bạn thấy gì? ST chênh lên hay chênh xuống ở D1 ạ? Chênh xuống D1, như vậy có phải tổn thương động mạch mũ không? À, như vậy là nghĩ đến tổn thương mạch vành phải. Cái đấy là cái quan trọng, đúng không ạ? Đây, và như trường này chụp lên thấy có thể thấy rõ là gì? ST chênh xuống ở D1 và đây tổn thương động mạch vành phải. Thấy chưa? Ngược lại trong trường này các bạn có thể thấy đây cũng là một ca lâm sàng rất là rõ thôi. Cùng điện tâm đồ đây cũng có ST chênh lên ở D2, D3, AVS, nhưng mà ở D1 thì hơi có xuống chênh lên không rõ lắm một chút, đúng không ạ? Nhưng mà cho nhìn đây là D2 chênh nhiều hơn ở D3, đúng không? Và như vậy thì đây là nghĩ nhiều đến tưởng mạch mũ, và cái điện tâm đồ cái hình chụp mạch vành cũng cho thấy như vậy. Trong trường này thì sao ạ? Vành phải hay là mũ ạ? Và rất là rõ rồi, bây giờ mọi việc là rất là đơn giản với các bạn rồi. Trong trường này thì sao? Và bạn cũng thấy là gì? ST hơi chênh xuống ở D1 một chút thì nghĩ nhiều cũng tổn thương động mạch vành phải thôi. Tuy nhiên tôi nói rằng là không phải trường nào cái quy tắc này nó cũng đúng 100%, bởi vì nó có khái niệm gọi là động mạch vành ưu năng. Vì sao các bạn được học bài đọc kết quả chụp động mạch vành, các bạn sẽ thấy là gì? Định nghĩa động mạch vành ưu năng đó là cái nhánh PDA, cái nhánh vách lên thất sau ấy, nó tách ra từ động mạch nào? Nếu tách ra từ động mạch phải như hình bên trái, 84% quần thể như vậy là ưu năng phải. Còn nếu trường hợp bên phải này là nó động mạch phải nó rất là nhỏ, không nhánh PDA, thì đây gọi là ưu năng trái. Và như vậy nếu mà bệnh nhân động mạch ưu năng trái, động mạch mũ rất là to, động mạch rất là nhỏ, thì có thể tổn thương động mạch mũ, nhưng mà ST cũng gọi là chênh xuống ở D1, tại vì nó cấp máu hoàn toàn sang cái bên phải là do động mạch mũ chi phối. Và như vậy cái quy tắc như vậy nó chỉ có giá trị tương đối thôi. Đó. Đài, ví dụ như cái hình này các bạn có thể thấy là gì? Đây là trường bên trái, trường chúng ta nghĩ là tổn thương động mạch vành, đúng không? Và chụp lên là thấy gì? Có cái nhánh liên thất sau nó chạy trong rãnh liên thất, đúng không? Nó bị tắc hoàn toàn, và khi nó tái thông ra thấy nó rất là to như thế này, nó mà cấp máu hoàn toàn cho bên phải. Và như vậy kể cả trường hợp này cũng là tổn thương động mạch mũ, nhưng mà ST có thể gì chênh xuống ở D1 như vậy. Trong trường này thì sao? Tổn đoạn gần, đoạn giữa hay đoạn xa động mạch vành phải hay tổn động mạch mũ ạ? Trường này tôi có thể thấy rõ làm gì? Là cái này chắc chắn là tổn thương động mạch vành phải rồi, đúng không ạ? Bởi vì là ST chênh xuống ở chỗ D1, đúng không?
Và khi mà các bạn ghi các chuyển đạo bên phải, các bạn sẽ thấy gì? V3R, V4R là nó chênh lên, nghĩa là tổn thương ở trước nhánh thất phải, đúng không? Và như vậy có thể cho phép chúng ta chẩn đoán đây là tổn thương đoạn gần động mạch vành phải. Đây lý do tại sao chúng ta phải ghi các chuyển đạo tim bên phải là như vậy. Đây là giải phẫu của động mạch vành phải thôi, đúng không ạ? Hình điển chữ C và có cái nhánh conus ở ngay đầu tiên này, và ba nhánh động mạch vành phải chia tương ứng ba đoạn của hình chữ C, các nhánh B của nhánh conus, nhánh nút xoang, nhánh thất phải. Đấy, và nếu mà tổn thương tắc ở trước nhánh thất phải sẽ có nhồi máu cơ tim thất phải, biện là ST chênh lên ở V3R, V4R. Trường này thì sao ạ? Tổn thương động mạch vành phải là có vẻ là đúng rồi, đúng không ạ? Trường này thì cho có, tất nhiên là sẽ vẫn có chỉ định là ghi chuyển đạo V3R, V4R, nhưng nếu không ghi chuyển đạo V3R, V4R thì nó có thể dự đoán được cái tổn thương đoạn gần hay đoạn xa của động mạch vành phải không? Nào mời bạn ngồi bàn trên, bạn nữ áo xanh. Cái gì ạ? Em nói to lên tôi không? Tại sao lại thế ạ? Nào bạn nam bên cạnh em có ý kiến gì khác không ạ? Vâng. Chuyện này một có đây là một cái tip nhỏ giúp bạn có thể, tất nhiên là trong mọi trường hợp mà người mà sau dưới ST trên lên D2, D3, VS thì chúng ta đều có chỉ định là chúng ta ghi cái chuyển đoạn tim bên phải, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp không ghi được chuyển đoạn tim bên phải thì có một cái tip cho bạn là các bạn đôi khi các bạn có thể nhìn vào chuyển đoạn V1, chuyển đoạn V1 luôn, tại vì chuyển đoạn V1 là nó nằm ngay trên thành tim bên phải này, và đôi khi nó cũng phản ánh gần gần giống với chuyển đạo V3R, đúng không? Và như vậy nếu mà trên lên V1 thì tắc động mạch phải trước nhánh thất phải. Đấy, và cũng nói ý thứ hai là như bạn nữ kia nói thì thấy như cái nhánh chuyển đạo soi gương nó rất là lớn, V2, V3, V4, V5, V6, nó cái vùng mà soi gương nó rất là rộng, thì cũng thiên nhiều là tắc một cái vùng lớn ở vùng sau dưới, tắc động gần động mạch phải thì hợp lý hơn, đúng không ạ? Đấy, cái hình này các bạn thấy cái hình bên trái là tắc hoàn toàn từ lỗ vào đoạn 1, đây hình bên phải là tái thông ra, thì đây cũng có bên cạnh ST chênh lên ở D2, D3, VF và chênh lên xuống soi gương, đúng không ạ? Và có chênh xuống D1 thì có cái ST chênh lên ở chuyển đoạn V1 là một dựa rất là quan trọng. Đây ạ, chúng ta thử một cái ca lâm sàng nữa, bệnh nhân vào viện bị chóng mặt, khá lâm sàng, mệt mỏi, không đau ngực, nhịp tim không rõ, nhịp tim 48, huyết áp là 74 và điện tâm đồ là như vậy. Cái trường hợp phù hợp nhất trong trường hợp này là gì? Nhồi máu tim cũ, nhồi máu tim trước rộng, nhồi máu tim thành bên, nhồi máu tim sau dưới. Vâng. Trường này có vẻ là khá, không phải là phức tạp lắm đối với chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy là gì? Đầu tiên điện tâm đồ cơ bản bệnh nhân này là gì ạ? À, các bạn nhìn rõ đây là gì? Sóng P với cả sóng QS nó không đi có chu kỳ với nhau, đây một cái block như thế cấp 3 rồi, đúng không? Và kèm theo ST trên lên ở D2, D3, AVF như thế này, V1 như thế này, trên xuống AVL, đúng không? Như ở D1 nữa như thế thì hoàn toàn này tự tin đây là những tim sau dưới cấp và tắc từ đoạn 1 động mạch vành phải. Tại vì nhịp thất đây có một cái này các bạn có thể chú ý, câu hỏi rất hay là thứ nhất QS, tôi không dám chắc đây là nhịp thất hay là đây là nhịp bộ nối, tại vì ở đây mặc dù đây là BAV3 thì rõ rồi, nhưng QS đây rất là khá là thanh mảnh, đúng không ạ? Tức là có thể là rất là cao, và như vậy là có những cái đoạn là nhịp bộ nối nó phát xung không đều thôi, thì cái đấy cũng không thể biết được, tùy từng trường hợp, có những trường hợp thì nó phát rất là đều, có những trường hợp thì nó thành khá cao, và các bạn thấy tần số thất đây không hề chậm. Từ cái này quét này cũng vẫn được khoảng tầm 70 chu kỳ một phút, đúng không ạ? Đó. Và như vậy cho thấy gì? Tắc hoàn toàn là mạch vành phải.
Và những trường hợp tổn thương thông chức nội mạch trái thì rõ ràng biết là gì, ST trên cao chứ AVR như thế này. Đúng không ạ? Trên 2mm là chỉ là AVR. Đấy, cao như thế này. Và đương nhiên rằng đã tổn thương động mạch thân trung nội mạch trái rồi thì sẽ có block nhánh phải rồi, những cái dấu hiệu tương tự nên tổn thương gần động mạch vết lên rất trước. Trường này thì sao ạ? Theo các bạn. Nó thấy gì? ST trên cao của các chuyển đạo gì? D1 AVL đúng không ạ? V1, V2, V3, V4 chắc chắn là tổn thương động mạch vách lên rất trước rồi đúng không ạ? Và có vẻ như nó cũng phù hợp với cái là ta nghĩ nhiều là tổn thương đoạn 1 hơn, tại vì nó tắc cả D1 và AVL. Tuy nhiên đây là một cái ca lâm sàng mà tôi ghi lại là nó có ST trên xuống rất là nhiều, cái D2, D3, VF như thế này thì trong trường này tổn thương trinh xuống ở AVR rất là quan trọng. Là đây này, các bạn nhớ rõ này, nếu bạn thông thường nó chỉ là AVR đúng không ạ, hoặc nó không biến đổi, hoặc là nó trinh lên hơi nhẹ nhẹ một tí, nhưng đây trinh xuống AVR tức là nó soi gương lại toàn bộ với các phần chất rộng kia, thì đây là thân trung động mạch vành trái. Đấy, chỉ là AVR là ngược hướng với tất cả các chế độ khác, và nếu mà trinh xuống AVR trong hoàn cảnh ST trinh lại trước tim và thành bên, nghĩa là tất cả động mạch vách lên trước và động mạch mũ, thì ta cũng có thể cho phép cho ta định hướng đây là có thể là tổn thương thân trung động mạch vành trái. Và chính cái này đã chụp động mạch vành lên đấy, các bạn thấy là có cục huyết khối nó tắc ngay ở cái chỗ lỗ vào thân trung như này. Đây là một ca lâm sàng ở bệnh phòng ạ. Bệnh nhân nam 60 tuổi vào viện vì đau ngực trái. Và khi mà chụp mạch vành thấy là gì, đoạn xa động mạch mũ là tắc hoàn toàn đúng không ạ, và động mạch vách lên tất trước cũng tổn thương rất là nặng đấy, cũng tắc hoàn toàn như thế này. Nó tương ứng với các bạn thấy là gì, có thể biến đổi STT ở tất cả các miền, kể cả D2, D3, VF cũng có ST trên lên và sóng T âm, và các chuyển đạo V4, V5, V6 cũng có biến đổi. Đây nhá, cả chuyển đạo bên phải nữa, cả động mạch vành phải nữa. Vậy thì tổng kết lại cái phần này, nếu mà khi mà chúng ta đánh giá một cái điện tâm đồ của nhiều nguyên tim cấp, thì không chỉ là các bạn chẩn đoán xác định là trường này có nhiều nguyên tim cấp, mà chúng ta phải có tiên lượng xem người bệnh đúng không, và đây một số dấu hiệu tiên lượng. Đó là nhiều tim ST trinh lên, tiên lượng nặng hơn nhiều tim không ST trinh lên. Nếu như không phải nhịp xoang như là dung nhĩ hay nhịp nhanh thất thì tiên lượng nặng hơn. Tần số tim quá nhanh trên 100 lần một phút hoặc quá chậm dưới 60 chu kỳ một phút thì là tiên lượng nặng. ST trinh lên là chỉ là AVR. Tổng tuyệt đối có biến đổi STT trên 19mm. Hình thái nhiều tim cấp biến đổi theo từng giai đoạn, có sóng quy ở tất cả các giai đoạn có biến đổi STT. Ngoài ra các dấu hiệu khác, lâm sàng huy động clip là giúp ra tiên lượng cái người bệnh nhân đúng không ạ? Ví dụ trong trường này các bạn có thể thấy gì, ST chênh lên thì rõ rồi, nhưng đây là một cái dung nhĩ nhanh thôi, ta không nhìn thấy sóng P đâu cả, và tần số thất là không đều, tần số lên 130 chu kỳ phút đúng không, ST chênh lên ở D1 AVL, V1, V4 chênh xuống nhiều chuyển đạo, và như vậy đây là một bệnh nhân này các bạn cứ nhìn nhiều tim mà thấy ở tần số tim trên 100 đấy là dấu hiệu tim lợn nặng rồi. Bệnh nhân này thì sao, bệnh nhân nam 77 tuổi và vì đau ngực trái và khó thở gắng sức đúng không, khám lâm sàng còn đau ngực trái, nhịp tim nhanh 100 chu kỳ một phút, phổi có gian ẩm hai bên, huyết áp là 150/90. Vâng, trường này các bạn thấy gì ạ, có ST chênh lên hay chênh xuống ở đâu không? À, ta nghĩ kỹ chỉ ST hơi trên lên nhẹ chứ AVR hơi trên lên nhẹ chứ D3
là AVS đúng không, và tranh xuống các chợ từ V1, V2, V3, V4, V5, V đúng không? Rất tương ứng với cái lâm sàng là tần số tim nhanh này, phổi ra ở hai bên là dạng phổi có lẽ là clip khoảng clip 3 rồi, đúng không ạ? Vậy thì tổn thương này các bạn thiên về tổn thương ở đâu ạ? Đúng không ạ? Nếu mà các bạn thấy ST chênh xuống là tất cả các chuyển đạo rất là nhiều, D1, AVL rồi là V1, V2, V3, nó thể cho nghĩ nhiều đến niềm tổn thương tương đương với tổn thương thân chung nữa, hoặc là tổn thương ba thân động mạch vành. Bệnh nhân này sao? Bệnh nhân nữ 57 tuổi vào khó thở, khá đơn giản, không đau ngực trái, tĩnh mạch cổ nổi, phổi giãn ở hai bên và có nhịp tim nhanh. Hướng xử trí phổ biến nhất trong trường này là gì? Điều trị nội khoa suy tim, chủ động cấp cứu, ghi xịn ngang tim hay làm lại điện tâm đồ? Đấy. Không đau ngực trái, khó thở, tê cổ nổi, phổi giãn ở hai bên và nhịp tim nhanh. Đấy, điện tâm đồ thì như này các bạn nhìn thấy. Điện tâm đồ này đầu tiên là gì? Có ST chênh lên hay không? Có không ạ? Thế trong hiện này không rõ cái ST chênh lên, như vậy mình cũng không chẩn đoán là nhồi máu tim cấp ST chênh lên đúng không ạ? Vâng, và chưa thấy gì đây có ST chênh ở đâu ạ? Có ST chênh xuống ở chỗ V1, V2 đúng không? V3 hơi chênh xuống đi ngang một chút. Giải pháp đây là gì? Đây là cái dấu hiệu mà gọi là dấu hiệu mà nhồi máu tim trước rộng cũ từ một mặt, các bạn thấy có dấu hiệu gọi là poor airway regression, là dấu hiệu điện thế thấp ở chỗ ạ, R chỗ thấp ở chỗ ạ, từ V1 đến V4. Xin lỗi bác sĩ Trần Linh một tí nữa. Và nhồi sau dưới cũ là có sóng QS ở D2, D3, VS, ST chênh xuống V1, V3, chênh lên nhẹ ở V6, nên chụp đường vành và tắc hoàn toàn động mạch mũ, có vẻ như một cái từ trước rồi và có hẹp khít động mạch vành lên đất trước. Và thêm một ca lâm sàng nữa, xong sẽ gửi lại hội trường nhà bác sĩ Trần Linh. Bệnh nhân nữ 74 tuổi vào viện vì đau ngực trái, khá lâm sàng không đau ngực trái nằm được bằng được, tần số tim 84 chu kỳ phút của không gian và điện tâm đồ là như thế này. Với một bệnh nhân này, hướng phụ xử trí phổ biến nhất các bạn là gì ạ? Chụp động mạch vành hay xét nghiệm men tim, làm lên điện tâm đồ, làm siêu âm tim hay cho về ngoại trú làm nghiệm pháp gắng sức? Đấy, rất là rõ ràng đấy. Đấy nhá. Đấy. Không đau ngực gì cả, vào viện đau ngực nhưng mà lúc khám không đau nữa, nằm được bằng được, tần số tim 84 chu kỳ phút phổi không gian và điện tâm đồ như thế này. Chọn là cái gì nào? Ai cũng lại xét nghiệm men tim, thì có chỉ định chụp động mạch vành cấp cứu không? Bệnh nhân này không rõ là có biến đổi ST chênh lên đúng không? Thế có đấy thì sao luôn là thì bình thường xét nghiệm men tim thì lại không phải 13, lại tăng hơi nhẹ nhẹ là cũng không rõ lắm, có tăng thật nhưng mà đúng không? Điện tử ghi tại thì không có đau ngực gì cả, vậy thì làm gì được, có chụp mạch vành không hay xét nghiệm men tim làm lại điện tâm đồ? À, lại xét nghiệm tim ngã là không phải 13 rồi, có xét nghiệm tiếp không? À đấy là vâng. Như vậy thế này thì lại biên lại phải rõ ràng là theo các khuyến cáo đây là 0.13 là có hơi tăng rồi đúng không ạ? Và các khuyến cáo bây giờ cho chỉ chụp động mạch khi mà gì có đau ngực nhiều, không kiểm soát được bằng thuốc này, rồi là ST chênh xuống mới xuất hiện, hoặc là rối loạn huyết động, hoặc là suy tim rất là nặng, hoặc là thang điểm vây, hoặc là thang điểm TIMI là cao thì mới chụp động mạch thôi, còn những trường khác thì cho không vội vã chụp động mạch đúng không ạ? Đấy, và đây là một trường rất là điển hình là cho quyết định là không trì hoãn cái việc can thiệp mạch vành. Thế nhưng mà trong đêm thì bệnh nhân lại xuất hiện cái gì đây, dấu hiệu là gì? ST chênh xuống, các bạn thấy đây là gì? Rất là nhiều chuyển đạo, đây là chuyển đạo từ V chênh lên AVR, chênh xuống ở D2 đúng không, V2, V3, V4, V5 nó chênh lên nhiều đúng không? Và bạn nào nói đây là tổn thương thân chung động mạch vành hoặc là tổn thương ba thân động mạch vành, và như vậy trường nếu mà trong đêm như thế này thì cái hướng xử trí chúng ta là gì?
chúng chụp hình ảnh cấp cứu hay xét nghiệm men tim hay làm lại điện tâm đồ. Đúng rồi, thì lại quay lại như cái này là khuyến cáo rồi, là có biến đổi STT mà trên nền như vậy là cho nên là chụp cái động mạch cấp cứu, đúng không? Ở bệnh này chúng ta chụp động mạch cấp cứu là thấy rõ gì, hẹp khít đoạn cuối thân trung nội hành trái, đúng không? Và nó rất là nhiều động mạch quách lên rất trước. Vâng, vậy thì tôi thì cũng hết giờ rồi, thì hôm nay chia sẻ với các bạn một chút nữa các bạn là nội chú các học thì học về điện tâm đồ nhồi máu cơ tim, thì các bạn trong một tuần mới đọc đến 100 cái điện tâm đồ rồi, chỉ nói thêm một số trường hợp là việc ra phải một là không để nó nhận kỳ đó là gì, có block trên trái hoặc là điện tâm đồ máy tạo nhịp, đúng không, hoặc là tăng kali máu là mình không được chẩn đoán nhầm. Và thứ hai là bên cạnh việc chẩn đoán xác định ST trên lên ở đâu, chúng ta cũng phải có một số cách để tiên lượng người bệnh là trường nào nên giải thích bệnh nhân nào, ví dụ như là chẩn đoán định khu nếu mà tổn thương đoạn gần do chứng trường nào là block nhánh phải này, rồi là chênh lên nhiều chuyển đạo, rồi chênh lên ở D1 AVL tổn đoạn gần là mấy LED, rồi tổn đoạn gần vành phải hay không, thì nó tiên lượng để nó giải thích người bệnh cho phù hợp. Và đấy, các bạn nghỉ thế ạ, xin cảm ơn các bạn. Rồi, chào, xin chào các bạn. Thì công của bộ môn thì hôm nay sẽ buổi chúng ta còn thời gian buổi chiều sẽ trao đổi với các bạn về cái một cái loại rối loạn nhịp, đấy là khi chúng ta tiếp cận một cái bệnh nhân có cơn nhịp nhanh mà vào viện vì bộ QRS giãn rộng. Thế thì đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là cái cơn nhịp nhanh mà có QRS giãn rộng này thì như chúng ta biết là đã giãn rộng rồi thì phần lớn là nó xuất phát từ, có nguồn gốc là từ tâm thất, hay có nói chính xác phần lớn của nó là nhịp nhanh thất. Và nếu chúng ta khi tiếp cận một bệnh nhân mà có phước bộ QRS giãn rộng thì trên 120 mili giây, thì cái xác suất mà chúng ta đoán mò là nhịp nhanh thất nó trúng đến 80%, đây là rất là cao, và chỉ có 20% còn lại là nhịp nhanh trên thất. Thì trong 20% còn lại nhịp nhanh trên thất đấy thì nó có khoảng 15% là nhịp nhanh trên thất có dẫn chuyển lệch hướng, hoặc là nhịp nhanh trên thất có block nhánh từ trước, và chỉ có 5% là một cái trường hợp đặc biệt, nó gọi là cái cơn AVRT, hay nó gọi là cơn nhịp nhanh vào lại nhĩ thất, tức là do một cái vị đường phụ mà dẫn chuyển xuôi. Tức là gì? Nó dẫn như là cái hội chứng Uôn Parkinson-White ấy, nhưng mà tần số nó nhanh hơn hẳn, nhanh lên, tại nó dẫn đường xuôi qua cái đường phụ nên là làm cho QRS giãn rộng. Cái đấy chỉ chiếm có 5% thôi. Cho nên là để cho cái bài này đơn giản thì chúng ta sẽ thấy là nếu mà chúng ta đoán mò thì chúng ta đã chính xác được đến 80% rồi. Thì sau đây tôi sẽ cung cấp cho các bạn thêm một số những cái công cụ nữa để sao cho chúng ta đoán tỷ lệ thành công nó khoảng 95 đến 98%. Thế còn nó cũng có khoảng 2% đến từ 5 đến 2%, thì là mặc dù nó đủ các tiêu chuẩn để chúng ta chẩn đoán nhịp nhanh thất nhưng nó lại là nhịp nhanh kịch phát trên thất. Thì chúng ta chỉ cố gắng, chúng ta sẽ học thêm khoảng 10-15% nữa thôi. Cho nên cái bài này nó sẽ trở nên rất là dễ hiểu, rất là dễ dàng đối với chúng ta. Chúng ta sẽ thuộc luôn ở trên lớp này, và chúng ta cũng về cũng không cần phải đọc lại nữa. Thì thường thì là những cái cơn nhịp nhanh có phước bộ QRS giãn rộng, thì các bạn thấy rằng như chúng ta thấy giao ban các buổi sáng, các thầy nói thường là bệnh nhân thường có rối loạn huyết động nặng và nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Và chúng ta thường gặp trên bệnh nhân có bệnh lý bệnh tim thực tổn, như là những cái bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim, viêm cơ tim, hoặc những trường hợp suy tim cấp. Một số nguyên nhân khác như ngộ độc, điện giật, tai biến của thuốc thì thường là chúng ta ít gặp hơn. Vậy thì cái cơn nhịp nhanh thì nó bao gồm những cái cơn gì? Cái cơn nhịp nhanh thì người ta thấy rằng là gì? Với phước bộ QRS hẹp, tức là QRS thanh mảnh, thì thường nó an toàn hơn. Thì chúng ta thấy là thường nó có những cơn gì? Đấy là cơn nhịp nhanh xoang, cơn rung nhĩ, cuồng nhĩ, nhịp nhanh nhĩ, và các cái cơn nhịp nhanh mà do vòng vào lại. Các bạn đi lâm sàng thấy là hay nói là AVRT hay AVNRT, tức là thực chất bản chất đó là do vòng vào lại, tức là nó có hai đường dẫn truyền, một đường dẫn truyền nhanh và hai đường dẫn truyền, và hai cái đường dẫn truyền đấy nó khác nhau về tốc độ dẫn truyền cũng như là thời kỳ trơ, và nó tạo nên những cái vòng vào lại, nó gây những cơn nhịp nhanh. Thì có thể tại nút nhĩ thất như là cơn AVNRT, hoặc là do đường phụ, người ta gọi là cơn AVRT. Thế còn những trường hợp mà nhịp nhanh với QRS giãn rộng thì chúng ta thấy rằng là phần lớn là đấy là những cơn nhịp nhanh thất, nhịp còn nhịp nhanh thất đa hình thái, rồi là những cơn rung thất hoặc là xoắn đỉnh. Thì những cái trường hợp này chúng ta sẽ xác suất chúng ta sẽ trúng được khoảng từ 80 đến 90% rồi. Vậy thì những cái cơn nhịp nhanh mà thất thì như thế nào? Thì thường nó khởi đầu và kết thúc thường nó không đột ngột như nhịp nhanh thất đâu, tính chất như nhịp nhanh trên thất đâu, tính chất của nó không hiền lành như là cái cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất.
và bệnh nhân thường là kèm theo rất nhiều những triệu chứng như là khó thở, hiệu ứng suy tim cấp, và có thể bệnh nhân là có ngất do bệnh nhân bị tụt huyết áp hoặc là rối loạn huyết động, và nhịp tim thường đập rất là nhanh, khoảng từ 160 đến 220 chu kỳ phút, cá biệt có thể còn nhanh hơn, và thường là huyết áp chúng ta sẽ không đo được. Trong những trường hợp nhịp nhanh thấp thì chúng ta ấn nhãn cầu hoặc soi song cảnh đều không cắt được những cơn nhịp nhanh này. Trước đây thì đây là một trong những cái biện pháp người ta phân biệt những cơn QRS giãn rộng, ấn nhãn cầu nếu mà thấy nó về nhịp xoang thì tức là nhịp nhanh trên thất có dẫn chuyển lệch hướng, còn nếu không về nhịp xoang thì đấy chính là nhịp nhanh thất. Thế trên điện tâm đồ thì chúng ta thấy rằng là đối với những trường hợp nhịp nhanh thất thì chúng ta sẽ thấy là bệnh QRS thì thường là phải giãn rộng rồi, và thường có chắt động, có móc, nhưng giãn rộng thì giãn bao nhiêu, 120 mili giây hay là 140 hay 160 mili giây, thì các phần sau sẽ nói chi tiết với các bạn. Và trong những trường hợp nhịp nhanh thất thì như các bạn thấy là giao ban chúng ta rất khó khăn trong cái việc tìm sóng P, tìm cái sóng P để xem cái tính tương liên quan giữa phước bộ QRS với sóng P có hay không, thì thường chúng ta thấy được thường là sẽ rất là khó. Chỉ có một số ít trường hợp chúng ta thấy được sóng P với hình dạng bình thường nhưng là nó có phân ly nhĩ thất, tức là cái sóng P không liên quan đến phước bộ QRS, và tần số của sóng P thường nhỏ, thấp hơn rất nhiều so với tần số QRS vì nhịp nhanh thất mà. Thế thì chúng ta thường là chúng ta đi tìm sóng P là bằng chuyển đạo thực quản. Trong bài hôm nay tôi cũng giới thiệu các bạn có một cái phương pháp nó cũng tương đối cổ điển từ năm 1992, một phương pháp nữa để tìm sóng P, nó cũng đơn giản hơn và cũng hiệu quả cũng rất cao. Và đến năm 2019, hồi đầu năm nay, người ta có review lại, tức là có làm cái tổng kết trên hơn 1.000 ca nhịp nhanh thấp, nhịp nhanh QRS giãn rộng, người ta tìm bằng phương pháp tìm cái sóng P đấy, và người ta thấy nó cũng có một cái giá trị nhất định, không cần phải làm siêu âm, không cần phải làm chuyển đạo qua thực quản nữa. Vậy thì để phân loại những cái nhịp nhanh thất này thì người ta sẽ chia ra làm nhịp nhanh thất không bền bỉ, tức là gì? Không bền bỉ nghĩa tự hết, thường là ta dưới cái mốc nó là dưới 30 giây thì người ta xếp là không bền bỉ, còn nhịp nhanh thất bền bỉ thường là kéo dài trên 30 giây và thường chúng ta phải cắt cơn bằng các cái biện pháp can thiệp. Và những cái cơn nhịp nhanh thất do những cái vòng vào lại tại các cái bó nhánh, ví dụ bó nhánh trái sau hoặc bó nhánh trái trước của nhánh trái, rồi những cơn xoắn đỉnh hoặc cuồng thất, rung thất, người ta cũng xếp vào những cái nhịp nhanh thất. Đây là hình ảnh một cái điện tâm đồ của một cơn nhịp nhanh QRS giãn rộng, và đây là cơn nhịp nhanh thất. Đây là điện tâm đồ hình ảnh cơn nhịp nhanh thất với phước bộ QRS giãn rộng, đây bền bỉ. Thế còn đây là điện tâm đồ hình ảnh của một cơn nhịp nhanh thất không bền bỉ. Người ta thấy rằng là đang nhịp xoang xuất hiện một chùm ngoại tâm thu, 1, 2, 3, 4 ngoại tâm thu nhìn nhau, thì ta xếp đây là nhịp nhanh thất không bền bỉ, cứ từng chùm một như vậy. Nhịp nhanh thất thì nó có thể xuất hiện đa hình thái khác nhau. Ví dụ đây là cái hình ảnh ngoại tâm thu này, các bạn có thể nhìn thấy đây đúng không? Ngoại tâm thu này với ngoại tâm thu ở phía trên này hoàn toàn chúng ta thấy khác nhau. Khi trên một cái băng theo dõi monitor, chúng ta thấy hoàn toàn nó khác nhau, và nó cũng sẽ gây nên những cái cơn nhịp nhanh thất cũng hình ảnh hình dạng khác nhau, như là những cái cơn gọi là cơn xoắn đỉnh. Đây hình ảnh rõ ràng hơn, chúng ta thấy rằng từ một cái ngoại tâm thu thất có dạng R trên T, đây dạng R trên T đấy, rơi một cái thất, và chúng ta có thể khởi phát những cái xoắn đỉnh và tạo thành hình thành những cái kính, những nhịp nhanh thất đa hình thái hay những cơn xoắn đỉnh. Hoặc nặng hơn nữa thì xuất hiện những cái cơn cuồng thất, tức là gì? Tần số thất rất là nhanh, chúng ta nhìn thấy đây tần số thất có thể lên đến 300 chu kỳ một phút. Tần số với tốc độ nhanh thế này thì bệnh nhân sẽ mất huyết động và sẽ nhanh chóng có thể, nếu chúng ta không cấp cứu kịp thời thì có thể chuyển thành là rung thất như thế này, và có thể chuyển thành rung thất, và sau khi rung thất nếu chúng ta không xử trí thì bệnh nhân sẽ dẫn đến là từ rung thất sóng lớn đến rung thất sóng nhỏ, và cuối cùng là vô tâm thu và bệnh nhân tử vong. Thì đấy là cái diễn kết cục của những bệnh nhân rung thất nếu chúng ta không sốc điện hoặc xử trí kịp thời. Vậy thì với cái tim nhanh, nhịp nhanh với phước bộ QRS giãn rộng thì người ta quy định là trên 120 mili giây thì người ta gọi là nhịp nhanh với QRS giãn rộng, và chúng ta chia ra làm hai loại để các bạn nhìn rất là để thấy rõ hơn. Nếu mà nhịp nhanh mà QRS giãn rộng mà là nhịp đều thì thường chúng ta hay gặp nhất là nhịp nhanh thấp đến 80% rồi, còn lại chúng ta có thể gặp một loạt các cái cơn nhịp nhanh trên thấp mà dẫn chuyển lệch hướng, rồi là có block nhánh từ trước, hoặc là dẫn chuyển xuôi qua đường dẫn chuyển phụ. Tất cả các cái đống từ số 2 đến số 7 này nó chỉ chiếm khoảng 15-20% thôi, còn lại là cái số 1 nhiều nhất chúng ta gặp là nhịp nhanh thất. Còn nếu mà khi chúng ta thấy cơn nhịp nhanh QRS giãn rộng mà nhịp không đều thì chúng ta phải chú ý ngay đến những cái nguy hiểm, ví dụ như là rung thất hoặc xoắn đỉnh, bệnh nhân
đó, xoắn đỉnh lên những cạnh nhưng có thể tử vong ngay. Và rồi chúng ta nghĩ đến những cái trường hợp rung nhĩ có block nhánh từ trước, đương nhiên block nhánh rồi thì nó giãn rộng, thì khi rung nhĩ nó cũng sẽ giãn rộng, hoặc rung nhĩ trên bệnh nhân có hội chứng quân Parkinson oai. Bây giờ chúng ta sẽ phân biệt thêm cơn nhịp nhanh thất và nhịp nhanh trên thất có dẫn chuyển lệch hướng như thế nào. Thì đây là chúng ta nhìn thấy với một cơn nhịp nhanh phức bộ QRS giãn rộng, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy đây là một cơn. Thế thì nhìn trên cái địa tâm đồ này thì chúng ta thấy phức bộ QRS giãn rộng như này, và chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ nhìn thấy giãn rộng này thì chúng ta, nếu mà chúng ta đoán mò là nhịp nhanh thất thì nó cũng được chúng được đến 80%. Thế tuy nhiên là nó có sẽ có khoảng 20% là chúng ta có thể sẽ bị nhầm lẫn. Thì nhớ cái này là nhịp nhanh trên D3, cho nhìn thấy sóng P đây, có thể đây là nhịp nhanh xoang mà có block nhánh thì trước thì sao, đúng không ạ? Đấy, có thể có bệnh nhân chẳng hạn có block nhánh, có block nhánh từ trước rồi chẳng hạn, bây giờ bị thì như thế nào, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là đấy, rất may là cái bệnh nhân này sau khi ra nghỉ ngơi về nhịp xoang chẳng hạn, đấy khi về nhịp xoang chúng ta thấy sóng P đây, vẫn sóng P đây, và phức bộ QRS này nó không khác gì cái phức bộ QRS ở trong cơn nhịp nhanh. Các bạn nhìn lại trong cơn nhịp nhanh, đúng không ạ? Phức bộ QRS nó cũng giãn rộng như vậy đấy, nó cũng giãn rộng như vậy, và khi trở về nhịp xoang thì bệnh nhân vẫn còn phức bộ QRS giãn rộng. Và như vậy chúng ta hoàn toàn có thể hiểu rằng cái bệnh nhân này là nhịp nhanh xoang và có phức bộ QRS giãn rộng, thì có block nhánh từ trước rồi. Thế cho nên là khi mà lên cơn nhịp nhanh thì chúng ta có thể dễ nhầm với cả nhịp nhanh thất. Thế ngoài một cái trường hợp nữa chúng ta cũng có thể gặp nữa là những cái cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất nhưng có dẫn chuyển lệch hướng. Dẫn chuyển lệch hướng này là gì? Là như chúng ta đã học bài trước là về các cái rối loạn dẫn chuyển trong thất như là block nhánh phải, block nhánh trái. Dẫn chuyển lệch hướng là gì? Chẳng qua là dẫn chuyển từ nhĩ xuống thất, nhưng cái do tốc độ, do cơn nhịp nhanh nó rất nhanh, tốc độ dẫn chuyển qua các cái đường dẫn chuyển ví dụ nhánh phải hoặc nhánh trái nó không đáp ứng được cái vận tốc dẫn chuyển đó, và nó làm do các cái xung động nó bị chậm trễ lại, nó gây hình ảnh giống như block nhánh. Đấy, các bạn chỉ cần nhớ thế, dẫn chuyển lệch hướng tức là nó gây block nhánh, và thường khi có block nhánh đấy thì thường nhịp tim nó sẽ chậm hơn so với cả khi mà không có block nhánh. Thì đây là một cái hình ảnh dẫn chuyển một cái cơn nhịp nhanh, thì nhịp tim quá nhanh cho nó dẫn chuyển nó bị block ở cái nhánh phải, đây nó gây QRS giãn rộng, đấy nó gây block nhánh phải. Thế sau đó thì nó lại trở về QRS thanh mảnh như thế. Thì những cái cơn có block nhánh, cơn mà có dẫn chuyển lệch hướng như thế này thì phức bộ QRS nó cũng giãn rộng, và đây là cái mà chúng ta cần phải quan tâm để chúng ta phân biệt có phải nhịp nhanh trên thất hay là nhịp nhanh thất không. Hoặc là một cái cơn nữa như chúng tôi vừa nói với các bạn là chỉ chiếm khoảng 5% những trường hợp cơn nhịp nhanh có QRS giãn rộng thôi, đấy là cơn mà dẫn chuyển xuôi qua đường phụ hay gặp nhất ở trong cái bệnh lý nó gọi là hội chứng quân Parkinson oai, tức là có một cái đường dẫn chuyển phụ điển hình hay gọi là cầu Ken, nó dẫn chuyển tắt không qua nút nhĩ thất, dẫn chuyển từ nhĩ xuống thất, có thể dẫn từ nhĩ trái xuống thất trái hoặc từ nhĩ phải xuống thất phải qua cái rãnh nhĩ thất. Thì khi nó dẫn chuyển như thế, bình thường nếu mà cái cơn nhịp nhanh mà QRS nó thanh mảnh, người ta gọi là cơn AVRT, cơn dẫn chuyển ngược, tức là gì? Tức là xung động nó dẫn chuyển xuôi từ nhĩ xuống dưới thất qua nút nhĩ thất và nó vòng ngược lên qua đường phụ, thì đó gọi là cơn thế. Thì QRS nó thanh mảnh, nó dẫn qua nút mà. Thế còn cái cơn này là gì? Cơn này là cơn nhịp nhanh và cái xung động từ nhĩ nó dẫn thẳng luôn xuống, nó dẫn thẳng luôn xuống, nó dẫn thẳng qua đường cầu Ken, dẫn xuống đường phụ và nó vòng ngược lên qua nút nhĩ thất. Cho nên khi dẫn qua đường phụ thì nó dẫn ở đường phụ nằm ở phía bên nào thì nó sẽ gây cái bên đấy khử cực sớm nhất, và nó sẽ gây những cái hình ảnh ví dụ như là đây, QRS giãn rộng, chúng ta nhìn thấy cơn tim đập rất nhanh và phức bộ QRS giãn rộng. Thế thì ngoài cơn thì nó sẽ trở về là một biểu hiện cái hội chứng PV. Hai nữa là một cái cơn nhịp nhanh nữa mà chúng ta thấy là nhịp nhanh QRS giãn rộng nhưng không đều, đúng không? Bắt mạch chúng ta thấy nhịp không đều gì cả, thì thường chúng ta hay gặp nhất đấy là cơn rung nhĩ mà ở bệnh nhân có cái hội chứng tiền kích thích hay là hội chứng quân Parkinson oai. Thì khi có rung nhĩ, xung động nó cũng dẫn qua cái cầu Ken đấy, và nó tùy thuộc vào cái tính chất của cái cầu Ken đấy. Nếu mà nó cái tốc độ dẫn chuyển qua cái cầu Ken đấy nhanh thì bao nhiêu xung động từ rung nhĩ ở trên nhĩ nó dẫn chuyển toàn bộ qua cái vị trí đường cái cầu Ken đấy, dẫn toàn bộ xuống thấp và nó gây tần số tim rất là nhanh. Nếu mà cái cầu Ken này mà dẫn chuyển nó không tốt thì
nhiều cái dẫn truyền từ nhĩ xuống thất nó sẽ bị chặn lại ở cái này và nó sẽ gây cái cơn nhịp tim không đều nhưng nó không quá nhanh. Thường thì những cái dung nhĩ trên nội VV thì nó thường nguy hiểm bởi vì cái cầu Ken này nó không có cái tính lọc như là nút nhĩ thất, cho nên là cái dẫn truyền nó rất nhanh và khi nhanh nó có thể gây nên cuồng thất rồi tim, lúc đấy nó sẽ gây những cái cơn bão về rối loạn nhịp nặng nề, ví dụ như là dung thất. Vậy thì để chẩn đoán phân biệt cơn nhịp nhanh có quy rét giãn rộng thì một cách là đơn giản nhất là chúng ta xác định này, thứ nhất là tuổi xuất hiện của cơn này, thứ hai là thuốc tác động lên cái cơn này, tức là nhất là gì, tuổi thì nhanh thất thì hay gặp ở lứa tuổi nào, còn nhịp nhanh trên thất nó hay gặp ở lứa tuổi nào, những cái thuốc tác động lên cơn ví dụ như là dùng thuốc nó có cắt được cơn không, thuốc gì thì cắt được cơn. Sau đó chúng ta đến là có phân ly nhĩ thất hay không, hay gọi là mối liên quan giữa QRS và sóng P. Rồi chúng ta xác định đến độ rộng của phúc bộ QRS và hình dạng của QRS, cái hình dạng nào thì là cơn nhịp nhanh trên thất có dẫn truyền lệch hướng, hình dạng nào là điển hình của nhịp nhanh thất, và chúng ta đối chiếu điện tâm đồ trong cơn và điện tâm đồ ngoài cơn để chúng ta xem là bệnh nhân có những rối loạn nhịp từ trước không, ví dụ block nhánh từ trước chẳng hạn. Nhiều khi chúng ta mất công ngồi phân biệt, rất nhiều khi tôi cho các bạn cũng hay hỏi, xong rồi chúng ta rất mất công áp dụng các tiêu chuẩn Brugada đơn giản đến Brugada cải tiến các kiểu, thì cuối cùng là đến khi mà cắt được cái cơn bệnh nhân về thì nhìn ra thì hóa ra một cái cơn nó block nhánh như vậy tôi vừa chiếu nó có từ trước rồi, thật ra mình mất rất nhiều công để mình đi mình làm cái chẩn đoán đấy. Và trong khi đó thì chúng ta hoàn toàn có thể xem lại những cái điện tâm đồ cũ của bệnh nhân mà nếu có thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta. Thì từ những năm cách đây đến 30 năm người ta thấy rằng là gì, đây cái nhịp nhanh trên thất thì là cái màu xanh, các bạn thấy rằng cái nhịp nhanh trên thất thì chúng ta hay gặp ở những bệnh nhân trẻ trẻ tuổi. Thế nếu một bệnh nhân mà trẻ tuổi vào viện mà cơn nhịp nhanh mà có quy rét giãn rộng thì chúng ta hay gặp hơn là những trường hợp nhịp nhanh trên thất. Còn nhịp nhanh thất thì ở lứa tuổi trẻ thì rất là ít, đặc biệt là ví dụ như là ở lứa tuổi thiếu nhi chẳng hạn thì rất ít gặp nhịp nhanh thất, mà chỉ hay gặp nhịp nhanh trên thất thôi. Nhưng nhịp nhanh thất thì lại hay gặp ở lứa tuổi khoảng 50-60. Đương nhiên rồi, nhịp nhanh thất này nó hay liên quan đến những bệnh lý ví dụ như là mạch vành chẳng hạn, hay xuất hiện những cơn nhịp nhanh thất hoặc suy tim cấp thì nó hay xuất hiện. Cho nên người ta thấy là lứa tuổi mà càng cao thì cái tỷ lệ gặp nhịp nhanh thất nó cao hơn hẳn so với cả cái lứa tuổi trẻ. Thứ hai nữa là những cái thuốc tác động lên cơn nhịp nhanh thì như thế nào. Thì ngày trước chúng ta có verapamil, chúng ta tiêm cái cơn nhịp nhanh, chúng ta tiêm verapamil cái nó cắt được cơn cái, thì chúng ta thường hay nghĩ đến là thế này nó là cơn nhịp nhanh trên thất, hoặc là dùng adenosine, chúng ta tiêm adenosine một cái nó cũng cắt được cơn, thì chúng ta thường hay nghĩ là nhịp nhanh kịch phát trên thất, thì phần lớn là như vậy. Tuy nhiên cũng có trường hợp ví dụ là những cái cơn nhịp nhanh thất do vòng vào lại bó nhánh thì nó cũng nhạy cảm với verapamil, cũng nhạy cảm với adenosine, thì chúng ta cắt cơn một cái thì nó cũng về nhịp xoang. Nhưng mà thường những cái cơn đấy thì nó cũng rất lành tính, có thể bệnh nhân 2-3 ngày bị những cơn nhịp nhanh nhưng người ta cũng không sao cả và người ta đến để gặp cho chúng ta. Chứ còn thường những cơn nhịp nhanh thất mà không phải do vòng vào lại bó nhánh thì thường là nặng nề hơn rất là nhiều. Ở đây những cái hình ảnh cơn nhịp nhanh QRS giãn rộng, sau đó khi chúng ta tiêm thuốc xong thì nó chuyển về nhịp xoang, thì như vậy là chúng ta hoàn toàn xác định là thường đây gặp đây là những cơn nhịp nhanh trên thất. Thế còn lại thì đối với những trường hợp mà nhịp nhanh nữa mà QRS cũng giãn rộng, nếu như chúng ta dùng lidocaine, đây lidocaine là một cái thuốc chống rối loạn nhịp thuộc nhóm 1B rất là hiệu nghiệm, thì gần đây thì tôi thấy các guideline đều không nói đến cái thuốc này trong cái việc là để điều trị cơn nhịp nhanh có QRS giãn rộng, nhưng mà trong guideline năm 2017 của Mỹ về điều trị nhịp nhanh thất thì người ta vẫn nói đến cái lidocaine này, nó cũng rất hiệu quả nếu chúng ta thường là tiêm bolus khoảng 75 mg, nhịp nhanh thất có thể chuyển ngay về nhịp xoang, nhưng vấn đề nó có giữ được hay không thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Một tiêu chuẩn cũng rất quan trọng mà chúng ta hay thấy là chúng ta cố gắng đi tìm mối liên tương quan giữa nhĩ và thất, vì nếu mà chúng ta tìm được cái hiện sự phân ly nhĩ thất trong cơn nhịp nhanh QRS giãn rộng thì chúng ta có thể chẩn đoán chắc chắn đấy là nhịp nhanh thất. Tuy nhiên cũng có một số những trường hợp nhịp nhanh thất nhưng mà lại có dẫn truyền thất nhĩ lệ một bột, thì những trường hợp đấy lại là khó rồi, thì lát nữa chúng ta sẽ dùng những cái tiêu chuẩn khác. Nhưng đối với cả những trường hợp trên điện tâm đồ chẳng hạn, nếu chúng ta nhìn thấy đây, chúng ta nhìn thấy có sự phân ly nhĩ thất nhĩ, chúng ta nhìn thấy cái sóng P đây, chúng ta nhìn thấy cái sóng P, cái con chuột này chắc là nó sắp hết pin đây, đây chúng ta nhìn thấy đây cái sóng P đây, để chúng ta đo tìm được cái sóng P chẳng hạn, để chúng ta tìm được các cái vị trí xuất hiện những cái sóng P đây, thì chúng ta hoàn toàn là thấy có hiện tượng phân ly thất nhĩ. Thì quan trọng nhất là chúng ta phải tìm được cái sóng P đấy.
quan trọng nhất là chúng ta phải tìm được cái sóng P. Thì đối với cả phân ly nhĩ thất thì đối với cơn nhịp nhanh trên thất thì chúng ta chẳng bao giờ gặp cả. Đấy. Người ta thấy là 0%, còn những trường hợp mà nhịp nhanh thất thì người ta thấy là tất cả họ là có phân ly nhĩ thất nhĩ, chỉ 21%, và không có trường hợp nào là nhịp nhanh trên thất mà có phúc bộ phân ly nhĩ thất. Thì phân ly nhĩ thất thì như các bạn đã đi lâm sàng thấy rồi, rõ nhất là chúng ta làm cái chuyển đạo thực quản. Đây, chúng ta làm cái chuyển đạo thực quản. Ví dụ đây là trong cái cơn nhịp nhanh quyết giãn rộng, không tìm thấy sóng P đâu cả, thì làm thực quản đây. Làm chuyển đạo thực quản thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ cái sóng P đây. Và đây, chúng ta nhìn thấy rõ các cái sóng P. Đây, đấy là các cái mũi tên đỏ, các bạn nhìn thấy sóng P. Và chúng ta thấy là cứ hai thấp, đây sóng to này là sóng thấp, cứ hai sóng thấp thì lại có một cái sóng nhĩ. Như vậy là có hiện tượng phân ly thất nhĩ, và rõ ràng đây là nhịp nhanh thất. Hoặc là trong trường hợp này QRS cũng giãn rộng, chúng ta làm chuyển đạo thực quản, chúng ta thấy cứ một thất đi một nhĩ, 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 và chúng ta chẩn đoán là đây là cơn nhịp nhanh trên thất có dẫn chuyển lệch hướng. Đấy. Thế nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng làm được chuyển đạo thực quản, thì có một cái phương pháp để chúng ta làm, người ta gọi đấy là chuyển đạo gọi là Lewis Lead, tức là gì, chúng ta làm chuyển đạo S5. Cái này thì nghe thì có vẻ là cao siêu nhưng cực kỳ dễ, tức là gì, cái này chẳng qua là làm cho nó lộ rõ cái sóng P ra thôi. Thì bình thường thì chúng ta ghi cái chuyển đạo D1 chúng ta là tay phải bắc sang tay trái, rồi chúng ta ngược lại hết để cho nó lộ rõ cái sóng P ra, thì người ta sẽ chuyển cái điện cực ở tay phải ấy. Bình thường cái này thì chúng ta thấy là bình thường chúng ta ghi điện tâm đồ là người ta cứ hay phải cọc vào, đúng không? Để chuyển thế nào thì tốt nhất chúng ta lấy cái bệnh nhân trên máy monitor ấy, monitor là dán với cái điện cực này thì nó có dán cực phải cực trái đấy, thì ta lấy luôn cái điện cực của monitor chúng ta dán thôi. Thì đáng nhẽ là cái mà chúng ta phải dán ở phía bên vai phải, đúng không, thì chúng ta đặt ngay vào giữa xương ức. Thế còn cái mà ở bên tay trái thì chúng ta chuyển nó ngay là ở khoảng liên sườn 5 cạnh tức bên phải đấy. Thế còn hai cái chân thì như nào, thì còn cái chân trái thì chúng ta cho nó ra sát cái vùng thấp nhất của khoang liên sườn đường nách trước, cho nó thấp hẳn đi để nó lộ rõ cái vùng chiếu của sóng P. Thế còn một cái nữa thì là ở chân phải thì cứ kệ nó thôi, chẳng liên quan gì đấy. Thì nó sẽ tạo thành một cái tam giác như thế này đấy. Và với cái tam giác này đấy, nó tạo thành một cái tam giác như thế này đấy. Thì nó thay cho cái tam giác Eichhoven của cái điện tâm đồ của chúng ta, thì chúng ta sẽ nhìn thấy sóng P nó sẽ rất là rõ, đặc biệt ở D1 hoặc là ở V1, nhưng thường chúng ta sẽ nhìn ở D1 vì chúng ta sẽ sử dụng cái monitor. Đây là cái hình ảnh, các bạn thấy là đây là nhịp bình thường đây. Nhịp bình thường. Chiều nó vào đầu nhỉ. Này, chắc là hết pin. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy nhịp bình thường, chúng ta rất khó xác định sóng P, nhìn không thấy sóng P đâu cả. Này gì rất dễ cãi nhau. Thì chúng ta đây, khi chúng ta làm chuyển đạo S5 hay chuyển đạo Lewis, chúng ta thấy sóng P nó nổi lên luôn to đùng này. Đấy, và nó có hiện tượng là phân ly thất nhĩ, tức là giữa QRS và sóng P chẳng có mối liên quan gì cả. Đấy, sóng P đây. Đấy, nó nổi rõ lên luôn. Hay là trong cái cơn nhịp nhanh này chẳng hạn, các bạn nhìn thấy đúng không? Nên cứ khó nhìn thấy sóng P đâu cả, không nhìn thấy đâu cả. Nhưng khi làm cái chuyển đạo này thì chúng ta nhìn thấy sóng P nó nổi ra rõ ngay. Cái mục đích làm cái chuyển đạo này là chỉ là để là gì? Chỉ để nhìn rõ cái sóng P thôi. Đây là hình ảnh thực tế của bệnh nhân. Đây một bệnh nhân phức bộ QRS giãn rộng. Cái này thì nếu mà những người làm về lâu về lâm sàng điện sinh lý học chẳng hạn thì có thể nhìn vào, có thể đây là sóng P này, có thể đây là sóng P rồi. Nhưng mà cũng có thể mà đây là sóng nhĩ, sóng T, rất là khó phân biệt. Thì chúng ta làm cái chuyển đạo Lewis này, cái gì đây? Trên mặt theo dõi trên monitor thì nó nổi luôn cái sóng P đây này. Đấy, nó đi luôn. Đấy, chúng ta thấy là cứ một cái này có đi một cái sóng P đi đằng sau này. Đấy. Sóng P nó nổi rõ luôn lên. Đấy, và chúng ta hoàn toàn có thể chẩn đoán được đây là cái cơn nhịp nhanh gì. Thì thường trên Hunter chúng ta nhìn rõ thì chúng ta có thể tăng nó lên. Chúng ta cứ tăng gain nó lên là sẽ nhìn rõ. Đấy, và chúng ta in tốc độ bình thường 25 mm trên giây, nhìn không rõ, chúng ta in tốc độ 50 mm trên giây cho nó chạy trên giây thì nó lộ ra cái sóng này. Thì đấy là một phương pháp làm cũng nhanh và chúng ta cũng không phải mất công làm chỉ đạo thực quản. Độ nhạy, độ đặc hiệu nó cũng cao. Thế để phân biệt nữa một cái cơn nhịp nhanh nữa thì người ta sử dụng vào cái độ rộng QRS. Thế tôi sẽ nói các bạn lần lượt từ cái phân ly nhĩ thất này rồi đến độ rộng phức bộ QRS này tính chất, thì cuối cùng chúng ta sẽ tổng kết lại nó theo cái tiêu chuẩn Brugada thì nó sẽ rất dễ nhớ. Thì người ta độ rộng QRS người ta thấy như thế này, bất kể cái chuyển đạo nào các bạn đo mà QRS trên 140 mili giây
thì các bạn có tế tá đến 80% là chắc chắn là nhịp nhanh thắt rồi, và chỉ có khoảng 23% là nhịp nhanh trên thắt thôi. Tức là như vậy, nếu QS càng giãn rộng thì xác suất chẩn đoán nhịp nhanh thắt càng chính xác. Và nữa là trục trái thì đến 70% các trường hợp cơn nhịp nhanh kịch phát thấp thì cơn nhịp nhanh thắt thì là có trục trái, trong khi đó nhịp nhanh trên thắt thì chỉ có khoảng 20% thôi. Như vậy nếu trục trái và có QRS giãn rộng thì hầu như chúng ta xác định chắc chắn đấy là nhịp nhanh nhanh thắt. Và đây là hình ảnh gợi ý ngoại tâm thất, chúng ta nhìn thấy này, nếu bệnh nhân này có một cái trục trái này, ta nhìn D1 AVF một cái trục trái này, và ở chuyển đạo trước tim chúng ta thấy là nó âm tịt hết, nó đồng hướng, nó đồng một hướng, V1 âm, V6 cũng âm, thì những cái này chúng ta có thể chắc chắn là nhịp nhanh thắt, cứ đồng hướng từ V1 đến V6. Nó tại sao nó đồng hướng? Nó chứng tỏ là khởi cực từ một vùng, tức là từ thất lên, thế nên là nó thường là nó đồng hướng. Thế ngoài tiếp tục chúng ta đến cái khó hơn nữa, là sau khi mấy cái tiêu chuẩn kia mà chẳng hạn nó còn lờ mờ, thì đến cái tiêu chuẩn khó hơn nữa, đấy chính là hình dạng phức bộ QRS để chúng ta chẩn đoán nhịp nhanh thắt hay nhịp nhanh trên thắt. Thì cái tiêu chuẩn hình dạng này, ví dụ như là ở V1 chẳng hạn có hình ảnh tai thỏ, các bạn học hôm trước về block nhánh đã nói cơ chế tai thỏ rồi đúng không ạ? Do khử cực bị block nhánh phải, khử cực bên trái trước đến vách, cái dẫn truyền nó bị đứt, lại phải vòng ngược xuống dưới đáy, xuống mỏ tim vòng lên, thì nó tạo thành hai lần khử cực, và chúng ta sẽ thấy là hình ảnh tai thỏ đúng không ạ? Hình ảnh tai thỏ. Nếu mà xuất hiện hình ảnh tai thỏ như này thì đây là nhịp nhanh trên thất rồi, chúng ta thấy. Nhưng tuy nhiên nếu mà nó lại cái hình này nó đối xứng, nó quay ngược trở lại đấy, tức là hình tai thỏ quay ngược trở lại, tức là sóng R cao, R phải này nhỏ, hình ảnh tai thỏ quay ngược lại thì đây là nhịp nhanh thất. Thì cái này nó tỷ lệ này nó đúng được khoảng đến 80%. Hoặc là ở V6 chúng ta thấy rằng là gì, ở V6 nếu mà sóng S, sóng nếu mà chúng ta thấy xuất hiện sóng Q hoặc R dương tuyệt đối chẳng hạn thì thường là nhịp nhanh thất. Còn ở V6 mà nếu mà sóng R, có sóng R, có sóng S và R thì cao hơn, lớn hơn sóng S thì thường là nhịp nhanh trên thất. Thì cái tỷ lệ này nó cũng tương đối chính xác. Thì cái hình này có thể nhìn không rõ, thì đây có cái hình ảnh mô phỏng cho các bạn đối với những trường hợp block nhánh phải hoàn toàn. Trong những trường hợp mà có block nhánh phải, nếu mà đây là của nước ngoài họ cũng nói đấy, nếu mà ở V1 chúng ta chỉ nhìn thấy có một sóng R cao nhọn hoặc xuất hiện có, hoặc là có hiện tượng là Q sâu, Q nhỏ và R lớn ở V1 thì người ta cũng chẩn đoán đây là nhịp nhanh thất. Đấy. Và ở V6 thì có sóng S sâu, R nhỏ, tức là tỷ lệ R trên F nhỏ hơn 1 thì người ta cũng xếp là nhịp nhanh thất. Các bạn chỉ cần nhớ hình thôi. Đây có đúng cái hình giống tay thỏ nhưng nó ngược lại không ạ? Đấy. 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 Thì là nhịp nhanh thất. Còn nếu không phải những cái hình ảnh như này thì thường là nhịp nhanh trên thất. Thế và đối với cả nhịp nhanh trên thất là gì? Thường chúng ta sẽ thấy là ở V1 thường nó có cái dạng R phẩy, giống dạng block nhánh phải như ở ngoài ấy, điện tâm đồ thông thường ấy. Vì thực chất cơn nhanh trên thất dẫn truyền lệch hướng chính là block nhánh mà. Cho nên là các bạn sẽ nhìn thấy nó giống hết tiêu chuẩn của block nhánh. Thế là các bạn dễ nhớ. Cứ thấy nó đúng hình ảnh như chữ M trong block nhánh phải. Đấy, R phẩy. Thì chúng ta hoàn toàn có thể chẩn đoán đấy là nhịp nhanh trên thất có dẫn truyền lệch hướng. Thế còn nếu mà điện tâm đồ lại có dạng block nhánh trái thì sao? Nếu mà có dạng block nhánh trái thì chúng ta thấy rằng là gì? Người ta sẽ đo sóng R này. Người ta sẽ đo cái sóng R. Đây. Người ta sẽ đo cái sóng R. Nếu mà cái sóng R này nó dưới 40 mili-giây, tức là biên độ nó dưới 40 mili-giây thì thường là nhịp nhanh trên thất, và nó trên 40 mili-giây thì là nhịp nhanh thất. Đây là cái ở phía bên trái. À, chúng ta sẽ nhìn này nhé. Thì tôi sẽ nói một số cái điểm mà các bạn nhìn, các bạn sẽ nhớ này. Để đây. Nếu mà chúng ta nhìn điện tâm đồ bệnh nhân cơn nhịp nhanh QRS giãn rộng mà có block nhánh trái thì các bạn nhìn ngay cho tôi ở V1, V2. Nếu mà ở V1, V2 ấy, nó có cái dạng tai thỏ giống như là block nhánh phải vừa rồi ấy, nhưng nó quay ngược xuống, nó soi gương xuống đây. Các bạn sẽ nhìn thấy sóng S nó có hai cái bóc này đúng không ạ? Đấy. Đấy thì đây chính là nhịp nhanh thất. Nó cứ đối chiếu lấy cái gương đặt xuống cái thì thấy, thì đây là nhịp nhanh thất này. Đấy. Và đặc biệt là nếu mà nó xuất hiện sóng Q ở V6 thì đương nhiên rồi, Q tức là khử cực từ vách rồi, thì đương nhiên vách ở mỏ thì đương nhiên là nó có đây ở Q ở V6 thì đương nhiên nó là, đương nhiên đây thì nó đương nhiên là nhịp nhanh thất rồi. Đấy, bạn chỉ cần nhớ thôi. Còn mọi cái tiêu chuẩn bao nhiêu giây này các thứ thì phải đo cụ thể, nhưng mà chúng ta chỉ cần nhìn cái hình dạng nó như này này
là gợi ý rồi. Sau này mình còn có một số cái tiêu chuẩn nữa ghép vào, chẳng cần phải đo thì nó cũng ra được. Đấy. Thế còn những trường hợp nhịp nhanh trên thấp thì các bạn nhớ là khi mà chúng ta đặt soi gương xuống thì cái sóng S nó thẳng băng xuống như thế này, nó không có một cái móc nào cả. Nó không có móc, chứng tỏ nó không có cực cực ở vùng thất trước, và nó thẳng băng như thế này. Và đặc biệt lại nhấn mạnh với các bạn, nó lại có hình dạng chữ M nhé, chữ M, R, S, R phẩy, rõ ràng. Thì đấy chính là nhịp nhanh trên thất. Thì tóm lại, để nhớ lại cái phần này, các bạn chỉ cần nhớ rất là đơn giản thôi. Chỉ cần nhớ một thứ thôi, còn những thứ khác thì là, ví dụ như là trong này có cơn nhanh thấp và nhanh trên thấp, thì chúng ta thấy là nhanh thấp là chúng ta rất là hay gặp, đúng không ạ? Nhanh thấp rất là hay gặp, cho nên là chúng ta chỉ cần nhớ cái nhịp nhanh thấp thôi. Còn loại trừ ra thì nó sẽ là nhịp nhanh trên thấp là block nhánh phải. Thì trong cả block nhánh phải, nhánh trái, chúng ta chỉ cần chú ý đến V1 và V6. V1 chúng ta thấy rằng nếu mà R dương hoàn toàn, chỉ có một sóng R thôi, hoặc là chỉ có dạng QR hoặc là RS, không có dạng RS, R phẩy, thì chúng ta chẩn đoán đấy là nhịp nhanh thất. Và đặc biệt là sóng S sâu ở V6, hoặc có chỉ có dạng QS, sóng S sâu hơn sóng R ở V6, thì đấy là nhanh thất nếu có block nhánh phải. Thế còn block nhánh trái thì sao? Block nhánh trái thì ở V1, V2, bình thường block nhánh trái các bạn thấy là nếu block nhánh trái thì không có sóng R ở V1, V2, đúng không ạ? Nhưng khi mà nhịp nhanh thất thì nó khử cực ở thất, nó chiếu theo AVR lên, thì V1, V2 nó lại có sóng R rộng. Và biên độ RF mà chúng ta đo trên 30 mili giây, tức là chỉ cần nhìn thấy sóng R ở sóng F trên một cái ô con 0.4, không có ô con là 0.04, mà trên một cái ô con đấy là chúng ta chẩn đoán được là nếu bộ lốc nhanh trái thì đấy là nhịp nhanh thấp. Và đặc biệt ở V6 nó có dạng Q, có bao giờ có thường có xuất hiện có cái sóng Q, QR hoặc QF. Đáng nhẽ là bộ lốc nhanh trái V6 thì nó không có sóng Q, bây giờ tự nhiên có xuất hiện có sóng Q, không phải nhồi máu cơ tim, thì chắc chắn đấy là nhịp nhanh thấp. Thế rồi, thế và sau khi các bạn nắm được những cái đấy rồi thì chúng ta áp vào cái tiêu chuẩn Brugada này, nó chỉ là giống hệt như thế, giống hệt những gì như tôi đã vừa nói các bạn. Thứ nhất là gì? Thứ nhất, tiêu chuẩn Brugada mọi khi giao ban chúng ta thấy cứ phân tích thì sẽ rất khó nhớ. Áp dụng bước 1, bước 2, bước 3 các bạn chỉ cần nhớ này, rất đơn giản. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là chúng ta thấy rằng là cơn nhịp nhanh mà có dạng đồng hướng ở trước tim, đúng không ạ? Đồng hướng có thể dương hoặc âm. Từ V1 đến V6, một là hướng dương, hai hướng âm. Nếu có, chắc chắn chẩn đoán là nhịp nhanh thất, độ nhạy đến gần 100%. Chắc chắn là nhịp nhanh thất. Thế là chúng ta là xong nhá. Thì tôi đã giới thiệu các bạn rồi, cứ đồng hướng là được. Tiếp tục thứ hai, thì đo khoảng R đến S. Bình thường nó chỉ nói là đến 30 mili giây thôi, nhưng người ta đo cái khoảng RS này này. Đây các bạn này, đo từ, nó gọi là bắt đỉnh cao nhất của sóng R này, cho đến cái sâu nhất của sóng S đây. Bắt đầu sóng R đến sóng S, cái này mà trên 100 mili giây, đấy, bắt đầu của sóng R cho đến bắt đầu của sóng R cho đến cái sâu nhất của sóng S mà trên 100 mili giây, thì cũng chẩn đoán là chắc chắn là nhịp nhanh thất. Nhưng mà thường cái tiêu chuẩn của chúng ta sẽ đúng ngay ở cái phần này, sẽ đúng ngay ở cái phần là đồng hướng này. Không được đồng hướng thì chúng ta bắt đầu về đến đo ở chuyển đạo trước tim, chuyển đạo nào cũng được, cứ đo trên 100 mili giây, bắt đầu từ sóng R đến đỉnh của sóng S mà trên 100 mili giây, độ nhạy cũng khoảng 90%. Thế sau đó thì chúng ta bắt đầu, nếu mà đo hai cái không được đi tìm, thì đo phân ly, tìm phân ly nhị thấp, tức là chúng ta phải tìm sóng P là phức tạp rồi, phải làm chuyển đạo thực quản, hoặc không thì cũng phải làm cái chuyển đạo Lewis, tức là chuyển đạo S5, kiểu gì chúng ta cũng lại phải làm, lại mất công hơn một chút. Thế và cuối cùng mà làm mà cũng không rõ phân ly thất nhĩ thì chúng ta đến tiêu chuẩn hình dạng như đã nói rồi, hình ảnh tai thỏ thì là nhịp nhanh trên thất, quay ngược lại sang bên kia đối diện, sang bên trái thì là nhịp nhanh thất. Và đặc biệt là ở V1 sóng S có móc thì đấy là nhịp nhanh thất, còn nhịp nhanh trên thất thì không có hiện tượng đấy. Và cái này độ nhạy cũng rất là cao, độ đặc hiệu cũng rất là cao, chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng được phương pháp đó. Thế người ta gần đây người ta bảo là nhìn nhiều chuyển đạo thì cũng mệt, vì chúng bác sĩ đa khoa mà, thì người ta cố gắng làm sao càng đơn giản hết, thì nó có một cái tiêu chuẩn nó gọi là VK, là các bạn chẳng chỉ cần nhìn vào cái chuyển đạo AVR thôi. Thì như các bạn học bài trước về dẫn truyền trong thất rồi, AVR nó chính là hình chiếu ở trong khử cực thất. Nếu mà AVR mà âm thì là dẫn truyền từ trên xuống dưới, hoặc cũng có thể là từ vách ra. Nhưng mà nếu mà AVR mà dương ấy, nếu mà sóng AVR dương chứng tỏ khử cực từ thất đi lên,
thì khử cực từ thấp đi lên thì chắc chắn đấy là gì ạ? Nhịp nhanh thất. Nên các bạn chỉ cần nhìn AVR, AVR mà dương xuất hiện, sóng AVR dương hoàn toàn thì đấy là nhịp nhanh thất. Thế là rõ ràng, cứ thấy AVR dương các bạn chẩn đoán là nhịp nhanh thất. Thế bây giờ AVR nó lại nửa dương nửa âm thì làm thế nào? Chép vớ vát cái đấy thì lại nửa dương nửa âm, thì các bạn lại nhìn xem cái có sóng Q hay sóng R không. Nếu mà có, các bạn nhớ lại vừa rồi vừa nói các bạn trên 30 mili giây nhé, thì cái này nó là trên 4, tức là trúng một cái ô con này này, chỉ cần trên một cái ô A phát hiện nhìn thấy đây có thằng này có sóng Q rồi, Q rộng này rồi, trên một ô rồi, chúng ta chẩn đoán luôn là nhịp nhanh thất. Thế nếu mà nhìn cái này nó cũng lại không có nữa, sóng R lại như này chẳng hạn, sóng R này các bạn nhìn thấy nhé, nếu mà nhịp nhanh trên thấp thì nó sẽ thẳng băng, nó sẽ thẳng băng xuống, đây nó lại có móc, sóng S mà lại có cái móc này nữa, nếu mà có móc thì chẩn đoán luôn là nhịp nhanh thấp. Thế nhưng mà có một số trường hợp thì người ta lại phải đo cái này là tốc độ dẫn truyền ở trong thấp, từ cái đo cái khoảng này, cái khoảng móc đầu tiên này, xong lại đo đến khoảng móc thứ hai này, nếu mà nó dưới 1, tức là cái thời khoảng này này, ví dụ cái này là 0.4 này, cái này 0.6 ô, thì dưới 1 thì chẩn đoán nhịp nhanh thấp. Nhưng mà tóm lại chúng ta chỉ cần dừng đến đây thôi là chúng ta đã chẩn đoán được rồi. Kiểu gì thì kiểu nó cũng chỉ đến cái chỗ này thôi, cơn nào cũng thế, nó chỉ đến cái phần này thôi thì chúng ta đã chẩn đoán được nhịp nhanh thấp rồi. Đấy là chưa kể nếu mà QS càng giãn rộng chẳng hạn, QS chẳng cần, các bạn chẳng cần đo, chỉ cần thấy nó ngoác rộng trên 140 rồi thì xác suất chẩn đoán nhịp nhanh thấp của chúng ta đã là 80% là chính xác rồi, chẳng cần phải đo cái gì cả. Thế nhưng cái tiêu chuẩn đấy đã đơn giản rồi, nhưng lại còn đến tiêu chuẩn nó gọi là siêu đơn giản nữa. Nhìn AVR cũng chán, cứ nhìn luôn D2, đỡ phải làm điện tâm đồ, mắc cái monitor lên đúng không ạ? Đo cái D2 người ta gọi là tiêu chuẩn này, người ta đo lại là thời gian đỉnh, gọi là A-Wave Peak Time, tức là đo thời gian đỉnh của sóng R ở chuyển đạo D2. Chúng ta nếu mà làm điện tim kiểu gì cũng làm D2 đúng không? Mắc monitor chúng ta còn mắc D2 mà. Cho nên là nhìn trên monitor còn nhanh hơn, thì chúng ta sẽ đo thì thấy là cái khoảng R này, đây sóng R đây. Bắt đầu xuất hiện sóng R cho đến đỉnh của sóng R, nếu mà trên 50 mili giây thì chẩn đoán luôn là nhịp nhanh thất. Và cái này thì nó đã đăng ở trên tạp chí Heart Rhythm và nó cũng có một độ nhạy, độ đặc hiệu cũng tương đối cao. Cho nên tóm lại như thế chúng ta thấy là chẩn đoán đâu có gì là khó đó, chẳng có gì khó cả, chỉ có vấn đề là vớ phải ca mà chúng ta lại chẩn đoán, có vớ phải ca mà nó lại sóng D2 nó lại không có sóng R, thế mới chết đúng không ạ? D2 nó lại âm, nó lại là sóng S, thì người ta lại nhìn lại, à nếu mà sóng S lại nhìn luôn sóng R, nếu mà thấy R cao ở sóng AVR thì chúng ta chẩn đoán luôn là nhịp nhanh thất. Khỏi cần phải đấy, nhưng các bạn chỉ cần nhớ là hai cái D2 và AVR, và nhớ thêm một cái nữa là hình dạng sóng, thế thôi. Thế còn phân ly thấp nhĩ cứ phải tìm có phân ly hay không, khó lắm. Làm chuyển đạo thực quản bệnh nhân thì huyết động không ổn định, thì lát nữa đến phần xử trí tôi lại nói các bạn luôn, nếu huyết động không ổn định chúng ta có cố đi làm chuyển đạo thực quản không. Đây ra ban các thầy hay nói là sao không làm thực quản đi để xem nó là cơn gì, nhưng mà chẳng thấy guideline nào, các bạn cứ mở ra mà xem, người ta chỉ định là làm chuyển đạo thực quản ở bệnh nhân nhịp nhanh thất mà huyết động không ổn định cả. Kể cả huyết động ổn định các bạn cứ xem chẳng có ca nào, chẳng có hướng dẫn nào là làm chuyển đạo thực quản cả đấy. Nhưng chuyển đạo thực quản nó giúp gì? Giúp để chúng ta khi bệnh nhân nó là ổn định để chúng ta tìm xem là đây là tìm cái sóng nhĩ thôi. Như nào thì tôi đã nói các bạn là chúng ta có thể làm chuyển đạo Lewis Lead hay là chuyển đạo F5. Rất là đơn giản để chúng ta tìm sóng P. Mục đích là chúng ta đi tìm sóng P thôi mà, chứ có làm gì đâu. Nhưng mà chuyển đạo thực quản nó cái lợi là gì? Là trong những trường hợp người ta muốn cắt cơn ấy, người ta đưa cái điện cực vào thực quản, xong người ta kích thích, gọi là kích thích vượt tần số. Ví dụ tần số tim là khoảng 180 lần phút, thì người ta đưa cái điện cực vào trong gần buồng tim ấy, xong người ta cũng kích thích tim với tần số trên 180 chu kỳ phút, xong ta ngừng đột ngột, thì làm cho cắt cái vòng vào lại trong cơn nhịp nhanh đi, thì chuyển đạo thực quản nó còn có giá trị ngoài việc chẩn đoán là điều trị để cắt cơn nhịp nhanh. Thế thì đây là cái guideline năm 2019 để chúng ta, để các bạn chẩn đoán cơn nhịp nhanh, QRS giãn rộng là nhịp nhanh thấp hay là nhịp nhanh trên thấp. Đây là cái guideline 2019, các bạn thấy rất là rõ ràng là gì? Người ta chẩn đoán nhịp nhanh thấp, thứ nhất nếu mà chúng ta thấy có phân ly thấp nhĩ thì đương nhiên rồi, tần số thấp mà lớn hơn tần số nhĩ thì đấy là nhịp nhanh thấp rồi. Mà nếu mà chúng ta lại còn bắt được cái nhát bắt được thấp, từ QRS tự nhiên đang nhịp nhanh thấp lại có QRS thanh mảnh nữa, nhát bắt được thấp thì rõ ràng thì đấy là nhịp nhanh thấp, thì đấy không phải bàn rồi, hiếm khi chúng ta nhìn thấy đúng không ạ? Chúng ta thấy này, họ đặt luôn cái tiêu chuẩn nếu mà chuyển đạo trước tim mà âm tính tức đồng hướng thì chẩn đoán, nếu mà đã mà âm hết thì chẩn đoán luôn nhịp nhanh thấp. Và sau đó một loạt các cái tiêu chuẩn về sau này, các cái tiêu chuẩn này
và cũng là giống như các tiêu chuẩn chúng ta vừa mới nói với nhau xong, với như tiêu chuẩn của Brugada chúng ta đã vừa trình bày xong, thì đấy chính là những cái tóm tắt lại theo của guideline năm 2019 về chẩn đoán nhịp nhanh thất. Như thế trông thì có vẻ phức tạp này thôi, nhưng mà thực chất là vì tôi cũng không dịch cái này ra nữa vì những phần trước tôi đã dịch cho các bạn rồi. Thế trông thì có vẻ phức tạp nhưng mà cực kỳ dễ đơn giản. Ví dụ như là ở AVR đây, nó nói đến AVR, à chúng ta nhớ lại tiêu chuẩn Vekeren là rất là rõ ràng, sóng R dương ở AVR chắc chắn chỉ có một pha thôi, chẩn đoán nhịp nhanh thất. Nếu mà có thêm sóng Q nữa thì chúng ta xem trên một ô con cũng chẩn đoán là nhịp nhanh thất. Đấy rất rõ ràng. Còn chúng ta nhìn chuyển đạo trước tim, nếu mà có block nhánh phải dạng, mà nếu bệnh nhân block nhánh phải mà dạng chỉ có sóng R cao nhọn thôi hoặc là có sóng Q thì chúng ta cũng chẩn đoán là chẩn đoán là nhịp nhanh thất. Hoặc là trường hợp block nhánh trái thì chúng ta cũng thấy là ở block nhánh trái bình thường ở V1 làm gì có sóng R, nhưng bây giờ lại xuất hiện sóng R, sóng S thì lại có móc, thì chúng ta cũng chẩn đoán luôn là nhịp nhanh thất. Đặc biệt lại còn thấy xuất hiện sóng Q hoặc dạng QS ở V6. Bình thường block nhánh trái hoàn toàn làm gì có sóng Q ở V6, bạn học rồi đúng không ạ? Thì bây giờ lại có xuất hiện sóng Q thì chắc chắn nó là nhịp nhanh thất, cửa cực từ thất. Thế thì để xử trí những cái cơn nhịp nhanh như thế này, dù thì cơn gì thì cơn, thì chúng ta thấy ngay rằng bệnh nhân vào huyết động không ổn định, chúng ta phải đặt cho thở oxy, đường truyền tĩnh mạch, mắc monitor theo dõi ngay lập tức. Và nếu mà bệnh nhân nhanh thất do những nguyên nhân như là ngộ độc digoxin thì chúng ta phải dừng toàn bộ những cái thuốc digoxin và phải dùng những thuốc đối kháng chống lại, điều chỉnh các rối loạn điện giải, thì đấy là chung rồi. Còn guideline của Mỹ, của châu Âu hay của Việt Nam thì chúng ta nếu tình trạng nguy kịch mà nhịp nhanh quyết giãn rộng thì chúng ta phải sốc điện ngay. Và để sốc điện cho an toàn chúng ta có dùng liều 200-300 joule, vì là thường là chắc chắn là nó sẽ thành công. Và trong những trường hợp rung thất thì chúng ta phải cấp cứu ngừng tuần hoàn, chúng ta ép tim, đặc biệt là trong rung thất chúng ta nhớ sốc điện là sốc điện không đồng bộ nhé. Nếu chúng ta để đồng bộ thì chúng ta sẽ không sốc được đâu. Tôi đã chứng kiến là có bạn trực bảo là máy sốc điện bị hỏng, sốc không được, sốc bệnh nhân không được. Kể cả có thầy nữa bảo ông Linh ơi xem máy sốc điện thế nào, sốc điện không được, lúc kiểm tra lại sốc được, hóa ra để vào synchronize, bấm trong lúc cuống quá để vào synchronize. Đã synchronize thì nó phải nhận được điện tim, mà trong rung thất thì nhận cái gì đâu, chẳng nhận được cái gì cả, nên sốc không được. Nên tốt nhất các bạn cứ để không synchronize, kể cả không synchronize, sốc vào nhịp nhanh thất hoặc nhịp nhanh nhanh thất, chẳng hạn sốc đúng vào sóng T nó gây rung thất, rung thất rồi ta lại sốc tiếp phát nữa thì nó lại về nhịp xoang, khó ra đâu. Còn hơn là các bạn nhăm để synchronize đi, rồi đến lúc sốc mãi không được, hai lần sốc không được, đến lần thứ ba thì mặt bệnh nhân thì tím, mặt chúng ta trắng bệch, không biết làm thế nào cả. Bởi vì trong đêm trực thì các bạn biết rồi, các bạn trực ở đây cũng biết rồi, có một bác sĩ, một y tá thôi, mình còn trắng nữa thì y tá còn chẳng biết nữa. Cho nên là theo tôi thì ở nước ngoài cũng thế, tất cả các máy sốc tự động, các đây có những bạn đi học ở nước ngoài biết rồi, đều là không có synchronize hết, không có chức năng đấy hết. Thì chúng ta cứ sốc đi, sợ gì, sốc chẳng hạn vào sóng T nó gây rung thất, chúng ta sốc phát nữa nó về nhịp xoang. Đấy. Thế thôi, chứ còn nếu chúng ta cứ nhăm là để synchronize có giá trị, ví dụ như rung nhĩ, chúng ta sốc để chúng ta điều trị, chuyển nhịp cho bệnh nhân, thì chúng ta để synchronize. Những trường hợp nhịp nhanh thất, bệnh nhân huyết động ổn định, dùng thuốc mãi chẳng cắt được cơn, thì chúng ta để synchronize, chúng ta sốc, đấy là sốc chuyển nhịp cho bệnh nhân. Đấy. Chứ còn khi điều trị thì chúng ta phải dùng, cứ đặc biệt là trong rung thất, cứ phải chú ý cái nút, nhất là nút sạc, phải sạc điện thì mới sốc được. Chú ý thứ hai là tắt cái nút synchronize đi. Bao giờ các máy sốc điện cũng không bao giờ có synchronize cả. Synchronize là khi chúng ta phải bấm vào mới có. Cho nên là không sợ là lúc nào cài đặt sẵn mà cho, chẳng qua chúng nó cuống ấy. Lúc bảo sạc đi thì y tá kia người ta cũng cuống, bấm luôn mà chẳng biết lúc nào. Thì tôi đã chứng kiến rồi, bấm luôn vào nút synchronize. Thế xong bấm cái gì máy nó kêu tít 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 tít, vì nó bắt đầu nhận cảm mà. Thì là nghĩ là sạc, nhưng mà không phải, đấy nó chỉ là nhận cảm thôi. Đấy. Thế còn nếu tình trạng bệnh nhân mà không nguy kịch thì ở Việt Nam, đây là nói là ở Việt Nam nhé, chúng ta vẫn dùng lidocaine, Tây nó chẳng dùng, Tây nó có nhiều thuốc khác. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì vẫn dùng, mà cái này cũng chẳng có chống chỉ định, chúng ta vẫn dùng lidocaine, nhưng mà chúng ta chú ý cái liều có thể từ 1 đến 1.5mg một kg cân nặng, chúng ta đừng dùng liều cao quá, nó có thể ức chế nút xoang luôn, bệnh nhân có thể ngừng tim. Thế dùng amiodarone thì chúng ta có thể tiêm tĩnh mạch chậm 1-2 ống, tiêm trong khoảng 5 đến 10 phút, sau đó chúng ta duy trì 1mg phút trong 6 giờ, và sau đó thì chúng ta giảm tiếp xuống 0.5mg trong vòng 18 giờ. Sau vòng 24 giờ xong ổn định rồi thì chúng ta chuyển sang thuốc viên cho bệnh nhân, cũng không cần phải truyền tiếp nữa. Và trong mọi cái trường hợp, nếu mà chúng ta dùng thuốc mà không cắt được cơn,
chưa? Không cắt được cơn thì chúng ta phải sốc điện để chuyển, chúng ta phải sốc điện để chuyển nhịp cho bệnh nhân. Đấy, chúng ta sẽ phải sốc điện để chuyển nhịp nếu chúng ta dùng thuốc không cắt được cơn. Và có một số phương pháp điều trị khác như tôi nói là tạo nhịp vượt tần số. Ví dụ như là bệnh nhân có chúng ta đặt cái chuyển đạo thực quản, chúng ta có thể overdriving tim để chuyển về nhịp xoang bệnh nhân, hoặc không thì có thể đốt điện. Đốt điện thì các bạn đây thấy rồi, các nhịp nhanh thắt các thứ, hoặc các đây cũng có những bạn làm về điện sinh lý tim thì đi tìm những cái ổ gây rối loạn gây cái nhịp nhanh này và người ta đốt đi thôi thì nó cũng khỏi hoàn toàn cho bệnh nhân. Thế đây là cái sơ đồ về xử trí các cái cơn nhịp nhanh năm 2019 về cơn nhịp nhanh có quy ép giãn rộng. Các bạn thấy chúng ta học suốt tục đấy đi phân biệt rất là phức tạp, nhưng việc điều trị của nó cực kỳ đơn giản như thế này thôi, các bạn thấy không? Bởi vì sao? Đây là những cái xử trí cấp cứu, chúng ta chẳng có thời gian để ngồi phân tích xem là hình dạng thế nọ thế kia đâu. Cái đấy tất cả chúng ta chỉ là hồi cứu thôi. Thì trong những trường hợp chúng ta cấp cứu trong tôi trực, chúng ta rất nhanh, một trường hợp phức bệnh nhân cơn nhịp nhanh quy ép giãn rộng, chúng ta bắt mạch thấy nó đều thì có thể thở phào yên tâm một chút. Nếu đều thì một là nhanh thất, hai là nhanh trên thất có dẫn chuyển lệch hướng, chúng ta có thể thở phào một chút là cứ từ từ, không việc gì vội, ta có thể từ từ cho bệnh nhân. Nhưng nếu chúng ta bắt mạch thấy không đều mà bệnh nhân bắt đầu ý thức lơ mơ, tức là gì, nếu mà nhẹ nhất thì nó là rung nhĩ có VV thì cũng rất nhanh có thể chuyển thành rung thất. Hai nữa là cơn nhanh thất đa hình thái, vì nó bắt nó không đều mà đa hình thái thì rất dễ xoắn đỉnh hoặc là rung thất. Thì những trường hợp bắt mạch mà thấy không đều là chúng ta có thể sốc, phải sốc điện ngay. Đấy đấy, thì chúng ta đối với những trường hợp đấy, nếu mà huyết động mà ổn định chẳng hạn thì chúng ta có thể làm các cái nghiệm pháp cho adenosine này, rồi là để xem là nó có chuyển về được không, thì nó cũng là chỉ định mức độ 2A đấy, theo như là của OSC, tức là có chỉ định rồi. Hoặc không người ta có thể dùng nước ngoài, dùng procainamide, dùng amiodarone để dùng. Còn những trường hợp mà huyết động không ổn định thì chúng ta phải sốc điện ngay. Đây là chỉ định loại 1 luôn, không ổn định là sốc điện ngay, chứ chúng ta không đợi bệnh nhân nặng hơn. Thế năm 2017 thì đây là cái guideline về xử trí nhịp nhanh thấp. Đấy, xử trí đúng là nhịp nhanh thấp luôn thì nó cũng thống nhất thôi, chúng ta nhìn thấy rất là dễ, nó cũng từ cái guideline kia thôi, nhưng nó có sâu hơn một chút để chúng ta bệnh nhân thì và chúng ta có thể tư vấn được xuất hiện một cái cơn nhịp nhanh thấp bền bỉ. Nếu huyết động không ổn định, sốc điện luôn, chẳng phải lằng nhằng gì cả, các bạn sốc điện luôn. Nếu mà nhịp nhanh thấp mà huyết động ổn định, không quá nhanh, chúng ta ghi điện tâm đồ này, xác định chính xác xem là có phải là nhịp nhanh thất không này, xem có các cái bệnh nền tiếp không này, rồi chúng ta sử dụng thuốc. Nếu mà bệnh nhân còn có thể thì chúng ta sẽ dùng là procainamide, là thuốc nhóm 1C, nhưng bây giờ ở Việt Nam chẳng có. Amiodarone Việt Nam mình có chỉ định loại 2, tuy là 2B thôi, chúng ta có thể sử dụng được. Hoặc không, chúng ta sốc điện chuyển nhịp cho bệnh nhân, cắt cơn cho bệnh nhân bằng thuốc cũng đều được cả. Thế còn nếu mà cơn nhịp nhanh mà chúng ta nghi ngờ là do dẫn chuyển lệch hướng hoặc là do vòng vào lại nhánh thì chúng ta xem có phải cơn nó có nhạy cảm với verapamil không. Nếu nó nhạy cảm với verapamil thì chúng ta có thể cho verapamil được, nhưng Việt Nam mình chẳng có, thì không có thì lại sốc điện. Đấy, không có nó lại sốc điện thôi. Và sốc điện các bạn thấy ở đâu cũng là sốc điện này, chỉ định loại 1, cứ đi một vòng mọi con đường đều dẫn đến này, không được lại sốc điện. Đấy, tức là cái vấn đề sốc điện chúng ta sẽ rất an toàn cho bệnh nhân. Chúng ta chuyển nhịp đây, đi một hướng đường, đi coi như dùng các thể loại thuốc, các chẩn đoán, dù có suy tim hay không suy tim mà không cắt được cơn thì chúng ta lại đến sốc điện. Rồi cuối cùng khi sốc điện rồi, thành công rồi, sốc điện thành công rồi thì bắt đầu người ta mới dự phòng cơn tái phát, thì bắt đầu mới đi đốt điện này, hoặc là dùng chẹt beta kéo dài. Đấy, thế thôi, rất là đơn giản. Thế còn những trường hợp mà sốc điện nó cũng chẳng về được nhịp xoang này, rồi là bệnh nhân thì có một số những bệnh lý bệnh nền mà cuối cùng chúng ta chẳng biết làm cách nào cho nó về được nhịp xoang cả, dùng cả thuốc chống loạn nhịp, sốc điện nhiều lần không được thì người ta cũng xét là đốt điện để chuyển về nhịp xoang cho bệnh nhân. Thì đấy là cuối cùng rồi, còn chúng ta chỉ cần nhớ là như vậy thôi. Thì đây là một số cái điện tâm đồ, vì là chúng ta cũng không có nhiều thời gian để trình bày nhiều, vì chúng ta có một bài nữa là về bài ngoại tâm thu thắt, cái đấy cũng đơn giản thôi. Thì nhiều thì đây, ví dụ chúng ta nhìn một cái ca lâm sàng này chẳng hạn, đúng không ạ? Đây là một cái nhịp nhanh, chúng ta nhìn thấy là QRF giãn rộng, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta nhìn này, thấy ở V1, V2, V3, V4, V5, V6, à nó đồng hướng dương hết cả, đúng không ạ?
nó đồng hướng dương hết cả, lại trục trái nữa này, trục trái đúng không ạ? D1, AF phải trục trái này, đồng hướng 1 này. AVR đâu? AVR đây. Ôi giời, ta nhìn thấy chẳng thấy 6 S đâu cả, thấy mỗi 6 R thôi. Thế này chúng ta có thể chẩn đoán là gì ạ? Chúng ta có thể chẩn đoán là nhịp nhanh nhanh thấp được. Thế nó đồng hướng. V1 chỉ có dạng sóng R hết. Đấy, và sau sốc điện thì chuyển về nhân nhịp bình thường đấy. Chứ còn nói chung là tôi thấy sốc điện là an toàn nhất. Đối với chúng ta sốc điện là an toàn nhất. Trông thì có vẻ ghê gớm nhưng mà thực chất là cực kỳ an toàn, bằng rất hơn rất là nhiều dùng thuốc. Thế đến cái ca này các bạn nhìn đây là cơn gì ạ? Đúng rồi, đấy, thế tức là chỉ cần thế thôi các bạn, thế là quá siêu rồi, thôi khỏi phải nhìn, khỏi phải làm nữa, đúng ạ. Cho nhìn thấy ở V1 này nó có dạng tay thỏ đúng không ạ? Đấy, giống như là dạng block nhanh phải đấy, mà đấy bên này nhanh trên thấp có dẫn chuyển lệch hướng. Như vậy là chúng ta đã nắm bài cũng tương đối là tốt vì đấy. Chứ mà chúng ta chỉ sợ là chúng ta quên mất thôi. Hôm nay bây giờ thì sẽ rất là nhớ nhưng mà rồi sợ lại quên. Ờ đấy, S6 thì mình V6 này đấy thì đây á. Đây gì? Đây có thể là cái khử cực lên thôi. Đấy. Dẫn truyền nhất là những cái bạn cái này, vì cái này là cái điện tốc độ thực tế của bệnh nhân ấy, cái này không phải là các bạn nhắm mắt dẫn nó khử cực lên đấy, nó khử cực dẫn nhĩ xong nó thấp này nhĩ xong lại khử cực nhĩ quét ra thanh mạch. Thì nhiều khi là những cái tiêu chuẩn ấy thì nó cũng chỉ có tính chất là chúng ta gợi ý thôi, nhưng mà chúng ta nhìn đến chúng ta đo những cái phước bộ QRS này xem nó có giãn rộng hay không này đấy. Thì thường là nếu mà chúng ta kể cả nếu mà chúng ta có chẩn đoán nhầm chẳng hạn thì cái xác suất chúng ta cũng được chính xác đến 80% rồi. Các bạn cứ yên tâm như thế nên không sợ. Các thầy cũng chẳng không bắt bẻ gì được chúng ta đâu. Xác suất là cũng đến 80% rồi. Đến một cái cơ này nữa để chúng ta thấy rằng khi chúng ta bắt mạch thấy không đều nhé các bạn nhé. Thấy nhịp nhanh mà không đều thì chúng ta đừng có nhìn cái này xong rồi bảo em đi làm điện tâm đồ để xem cái gì. Cái này chúng ta phải sốc điện ngay. Bắt mạch không đều, bảo y tá đo huyết áp không đo, chắc chắn là chẳng đo đâu, cái này còn đo nào nữa, thì chúng ta sẽ xử lý sốc điện ngay. Và cái này mà các bạn để synchronize thì có mà đợi còn lâu nó mới sốc được đúng không ạ? Rồi sốc ngay, giải quyết ngay cho bệnh nhân thì nó sẽ an toàn cho bệnh nhân. Thì đấy là cái phần này. Cái tuần sau thì có một cái bài là đọc một loạt các điện tim này, nếu các bạn nhớ lại thì chúng ta sẽ đọc, còn nếu chúng ta không nhớ thì chúng ta lại ôn lại cái bài này lại, không có vấn đề gì. Thì tuần sau thì sẽ lại trao đổi với các bạn tiếp. Bây giờ còn một cái phần nữa là tôi phải trao đổi với các bạn là ngoại tâm thu thất. Ngoại tâm thu thất, chẩn đoán và xử trí. Đấy, ngoại tâm thu thất. Cái bài này thì rất là nhanh thôi, cũng không làm mất nhiều thời gian của các bạn. Bài trước khó thế mà chúng ta học còn nhanh nữa là bài này. Thì bây giờ đây là một điện tâm đồ, các bạn nhìn đây là gì ạ? Điện tâm đồ bình thường đúng không ạ? QRS rất thanh mảnh, chúng ta nhìn thấy nó đẹp như thế này. Thế khi nào xuất hiện ngoại tâm thu? Đây, ngoại tâm thu là nó không còn bình thường nữa. Chúng ta thấy rằng đang tất cả chúng ta đều như thế này, tự nhiên lại có một cái bạn loại đấy lại nổi trội hẳn lên, lại không bình thường nữa. Và đây thì đấy chính là ngoại tâm thu. Mà nếu QRS cả giãn rộng thì đấy là ngoại tâm thu thất. Ta thấy nó đang đều tâm tắc, tự nhiên có một thằng bất thường lên đấy thì đấy là ngoại tâm thu. Thì người ta định nghĩa đấy là gì? Ngoại thì rồi đấy là một nháp bóp ngoại lai đến sớm, có thể thay thế cho một nhịp cơ sở, cái đấy ai cũng thuộc lòng. Ngoại tâm thu thất bình thường không nguy hiểm, nhưng quan trọng ở chỗ nó có thể khởi động, cái này thuộc là ai cũng thuộc hết, báo trước loạn nhịp khác như là nhịp nhanh thất hoặc trung thất. Ví dụ đây là ngoại tâm thu thất có dạng R trên T và sau đó xuất hiện cơn trung thất. Hôm trước có một ca trung thất ở C1, bệnh nhân đang đeo Hunter điện tâm đồ, nhưng cũng ra đây chiếu xong ra đây giao ban cũng chiếu cái Hunter bệnh nhân trước giờ tử vong thế, thì cũng là đang nhịp sang bình thường, xong rồi chuyển BAV3, chuyển BAV3 thì bệnh nhân không chết. BAV3 nhịp tim khoảng 40 từ lúc 7:50 cho đến 8:20, tức là nửa tiếng BAV3. Thế sau đó thì xuất hiện ngoại tâm thu dạng R trên T, sau đó rung thấp, thì lúc đấy là bắt đầu cấp cứu, thì nó giật tung hết các điện tim ra thì không nuôi cho Hunter không ghi được nữa. Và lúc ấy sốc điện xong rồi bảo là sốc 3 lần ấy không về được, vì nó BAV3 sốc xong thì
sốc cắt cơn thì xong, mình mà không đặt máy tạo nhịp không kịp thì không cứu được, tại cho bệnh nhân tử vong đấy. Và có khi Hunter có cả đoạn một cái ngoại tâm thu đến sớm và đúng dòng T, thế là lên cơn rung thất luôn. Cách đây chỉ khoảng một tuần thôi, tôi nhớ chỉ khoảng một tuần, thì cái Hunter đấy bác sĩ Thúy đọc xong bác sĩ có gửi hỏi mà đấy, tôi nhớ hôm đấy có giao ban cái ca đấy. Thì đấy chúng ta nhìn thấy trong nhịp trong nhịp tim bình thường như thế này, chúng ta thấy là đấy có một cái thằng to cao giãn rộng ra như thế này, thì đấy là nhịp nhanh thất. Thế tiêu chuẩn của nó thì như thế nào? Thì nguồn gốc thì ngoại tâm thu thất thì đương nhiên là nó phải từ tâm thất rồi, và thường cơ chế của nó là do tính tự động, thường do tính tự động, một số rất ít là do vòng vào lại thôi. Và thường là QRS nó thường đến sớm và nó thường giãn rộng, và thường đi sau nó là có khoảng nghỉ bù, vì tính chất của cơ tim là nó chỉ có tuyệt đối có không trơ, sau khi khử cực ngoại thất xong rồi thì nó sẽ trơ, thì mọi tác động vào nó sẽ không gây những cái rối loạn nhịp, không gây được cái khử cực khác nữa, cho nên là nó có đoạn nó gọi là nghỉ bù. Thì ngoại tâm thu thất thì chúng ta sẽ thấy là cái phước bộ QRS của trong ngoại tâm thu thất thì nó khác, đúng không ạ? Nó khác với QRS thường, nó phải giãn rộng, ST thường biến đổi trái chiều, và đa số các trường hợp thì có dạng nghỉ bù. Có dạng nghỉ bù có nghĩa là như thế nào? Có dạng nghỉ bù có nghĩa là hai cái từ R đến R phẩy xong đến R thì nó bằng đúng là hai R, tức là cái đoạn R R thường xong ta nhân đôi lên thì nó bằng đúng là cái đoạn từ R đến R phẩy xong đến R. Thế và phân độ ngoại tâm thu thất, ngoại tâm thất bình thường nó cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm, từ ai cũng có thể có một vài ngoại tâm thất trong ngày, nhưng mà theo phân độ của Lao đặc biệt nó có ý nghĩa đối với cả bệnh lý bệnh nhân mạch vành ấy, thì người ta thấy là người ta phân độ theo có 5 độ. Và các bạn thấy là độ 0 tức là không có ngoại tâm thu thất, độ 1 là ngoại thất đơn dạng, tức chỉ có một dạng thôi, số lượng thì dưới 30 ngoại tâm thu thất trong một giờ, và độ 2 thì là cũng là đơn dạng và số lượng thì trên 30 ngoại thất trong một giờ, và độ 3 là ngoại tâm thất đa dạng có từ 2 ổ ngoại tâm thất trở lên. Thế độ 4 là gì? Độ 4 thì chia làm hai loại là độ 4A tức là chùm đôi, và độ 4B là chùm 3 hoặc là nhanh thất ngắn. Thì tất cả cái này vẫn là chỉ độ 4, chưa phải là nguy hiểm, nhưng mà đến cái độ 5 là dạng R trên T. Nhưng tôi nói các bạn, R trên T chẳng căn cứ vào số lượng, chẳng cần phải có 1.000 hay là 10.000 hay là 50.000 ngoại tâm thu cả, chỉ cần có 1-2 cái ngoại tâm thu dạng R trên T thôi là nguy hiểm rồi. Cho nên riêng ngoại tâm thu có dạng R trên T người ta xếp vào độ 5 luôn. Thì đối với những trường hợp này thì việc điều trị là chúng ta làm sao để cho cái khử cực của ngoại tâm thu thất nó không rơi vào thời kỳ tái cực của sóng T. Thế thì rất đơn giản là chúng ta sẽ so sử dụng những cái thuốc làm cho nó ngắn cái thời gian tái cực lại thôi, để cho sóng R nó không, ngoại thuốc nó không rơi vào, thì chúng ta sẽ sử dụng cái thuốc chẹn beta giao cảm. Cho nên là trong những bệnh nhân nhồi máu cơ tim, nếu sử dụng thuốc chẹn beta giao cảm đúng chỉ định thì nó giảm được 30% đột tử cho bệnh nhân. Vì nếu nó sẽ những cái ngoại tâm thu thất xuất hiện trong nhồi máu cơ tim mà có dạng R trên T thì nó sẽ bị giảm đi rất nhiều, đến 30% là nó không xảy ra nếu chúng ta dùng chẹn beta. Trong đó khi đó nếu mà chúng ta nhồi máu cơ tim có rung thất, sau đó sau ổn định chúng ta cấy ICD thì nó cũng chỉ giảm được tỷ lệ là khoảng 26-30% tỷ lệ tử vong, tỷ lệ bị rối loạn nhịp thôi, trong đó dùng thuốc chẹn beta. Cho nên bây giờ thuốc chẹn beta các bạn cũng học rồi thì và được dùng càng sớm càng tốt cho những bệnh nhân, đặc biệt những bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim có hội chứng mạch vành. Thì bây giờ chúng tôi vẫn điều trị ngoại tâm thu thất chẳng hạn thì vẫn cho chạy beta thì nó sẽ để giảm cái nguy hiểm cho bệnh nhân. Thì đây là cái hình ảnh ngoại tâm thu thất. Đấy, chúng ta sẽ đo mà vừa rồi tôi vừa nói các bạn nghỉ bù đấy, tức là chúng ta đo này, R này, R phẩy này, R là cả cái khoảng này, ba cái này thì nó bằng đúng là cái này, hai này nhân lên nó bằng đúng ba cái này. Đấy, nó bằng đúng ba cái sóng này. Đấy, dù cái này có đến trước chẳng hạn, đến sớm thì nó cũng có thời gian nó cũng nghỉ giải lao lâu hơn thôi, để xong nó về. Đấy là giai đoạn mà người ta gọi là nghỉ bù. Đấy, thế đây là cái hình ảnh ngoại tâm thu thất có dạng R trên T, các bạn thấy đây, đây sóng T đây, thì đây ngoại thất rơi đúng vào đây, gọi là ngoại tâm thu thất có dạng R trên T, nó rơi rất sớm, chẳng cần phải số lượng nhiều, chỉ cần ít thôi chúng ta cũng phải điều trị ngay này rồi. Đấy,
Thế và thường cái dạng R trên T này nó nguy hiểm vì nó khởi phát những cái rối loạn nhịp, có thể gây lên một loạt những cơn nhịp nhanh thất, rồi có thể gây rung thất và bệnh nhân rất dễ tử vong đối với những trường hợp dạng R trên T. Một số những trường hợp thì chúng ta thấy có thể ngoại tâm tu thất có thể đến muộn chẳng hạn. Chúng ta thấy đây là cái sóng P đây, có thể ngoại tâm tu thất có thể nó đến muộn chẳng hạn, thì nó có thể chúng ta có thể thấy sóng P. Thì cái này cũng ít gặp, chúng ta cũng rất ít gặp, bình thường là nó có dạng hỗn hợp, vừa có khử cực từ nhĩ xuống thất lại vừa có khử cực tại thất, cho nên là cái hình dạng phúc bộ QDF nó cũng có những cái đặc trưng riêng, chúng ta cũng ít gặp. Đây là hình ảnh một cái ngoại tâm tu thất nữa. Cái này người ta gọi là cứ ba cái ngoại tâm tu thất có một ba cái nhịp xoang có một cái ngoại tâm tu thất, hay mà chúng ta thấy nó chậm như này thì người ta có sóng P, người ta gọi là ngoại tâm tu thất xen kẽ và chúng ta không thấy có giai đoạn nghỉ bù. Đấy, không có nghỉ bù, những cái này thì thường là lành tính, nó còn cách sóng T rất là xa, thường những cái này lành tính, bệnh nhân nhiều khi cũng chẳng có triệu chứng gì. Thế và ngoại tâm tu thất người ta chỉ có cứ một nhịp xoang, một ngoại tâm tu thất người ta gọi là nhịp đôi, hai nhịp xoang có một ngoại thất gọi là nhịp ba, ba nhịp xoang có một ngoại thất gọi là nhịp bốn, bốn nhịp xoang thì người ta không gọi là nhịp năm nữa, vì người ta gọi thưa rồi, người ta gọi là nhịp hai, nhịp ba, thậm chí nhịp bốn nữa là quá lắm rồi. Từ đây, đây là hình ảnh, chúng ta thấy là cứ một nhịp xoang lại có một ngoại tâm tu thất thì gọi là ngoại tâm tu thất nhịp đôi. Đây là hai hình ảnh, hai ngoại, hai nhịp xoang, đây có một ngoại tâm tu thất đây, thì đây gọi là ngoại thất nhịp ba. Đây, thế còn đây gọi là gì ạ? Đúng rồi ạ, đây người ta gọi là ngoại tâm tu thất chùm đôi. Cái ngoại này tương đối là dễ. Thế đây gọi là gì ạ? Chùm ba hay là nhịp nhanh thất không bền bỉ. Thì khi có chùm ba thì người ta cũng gọi luôn là cơn nhịp nhanh thất không bền bỉ. Đấy. Dù là cơn nhịp nhanh thất không bền bỉ này, chúng ta thấy là trông thì có vẻ là kinh khủng thôi, nhưng mà chúng ta thấy là nó còn xa sóng T lắm, chưa lo đâu. Đấy. Cái này vùng dung, không sợ. Chỉ sợ nhất là cái này nó lại sát với cả sóng T này thôi. Đấy. Xa sóng T lắm, không sợ. Ở đây là cái hình ảnh các bạn nhìn thấy đúng không ạ? Cái ngoại tâm tu thất này, người ta gọi thường là idiopathic, tức là ngoại rất tự phát, nó chẳng có nguyên nhân gì cả, và thường nó lành tính. Thế là thì chỉ nên là khi số lượng quá nhiều gây triệu chứng khó chịu cho bệnh nhân hoặc giãn buồng tim, chúng ta có chỉ định đốt, thăm dò điện sinh lý để đốt, chứ còn ra gì thế nó còn cách xa sóng T này thì chúng ta không sợ. Những trường hợp này thường lành tính. Đấy. Và trên Holter điện tâm đồ thì chúng ta có thể nhìn thấy ngoại tâm tu thất thì nó có thể có hình dạng khác nhau. Đây, những cái hình dạng khác nhau thì thường những cái hình dạng khác nhau, khoảng ghép khác nhau, nó thường liên quan đến xuất phát từ những cái ổ khởi phát khác nhau ở trong buồng tim. Nó dự báo là cái tính chất không ổn định về hoạt động điện học của buồng thất. Đấy, những cái trường hợp ngoại tâm tu thất mà đa ổ thì thường là nó hay trên nền cái bệnh lý, ví dụ như là có suy tim, có giãn thất trái, hoặc là có những cái sẹo do nhồi máu cơ tim chẳng hạn. Khi nó gây những cái bệnh lý đa ổ rồi thì cái tính chất của nó cũng sẽ không còn lành tính nữa, và nó rất dễ tạo thành những cái rối loạn nhịp phức tạp, ví dụ như nhịp nhanh thất hoặc xoắn đỉnh hoặc là rung thất. Đấy, đây là cái hình ảnh chúng ta thấy nó là ngoại tâm tu thất đa ổ, cái thì giãn rộng, cái thì thanh mảnh hơn, và chính những cái này nó cũng xảy ra và nó cũng sẽ nguy cơ là xuất hiện những cái rối loạn nhịp, vì khi nó đã có xuất hiện đa ổ, các bạn thấy là thường nó có dạng R trên T đây này. Khi nó đã ổ rồi thì thường thế nào cũng có cái nó rơi dạng R trên T, và như vậy thì là nguy hiểm cho bệnh nhân. Chúng ta sẽ phải xử trí những cái trường hợp này cho bệnh nhân. Thế để điều trị ngoại tâm tu thất thì các bạn thấy là bình thường nó, nếu mà nó chẳng có dạng R trên T thì cũng chẳng có gì phải sợ quá đâu, và chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể dùng các loại thuốc chống loạn nhịp và mùng lại này một thời gian, mà nó không đỡ lại chuyển sang loại khác. Và chúng ta thường hay dùng nhóm 1B, 1C. Nhóm 1B là gì? Chúng ta sử dụng là cái thuốc mesitin, hoặc là 1C như là flecain, hoặc là propafenol. Đấy, chẳng hạn. Chúng ta dùng, hoặc là chúng ta có thể dùng chạy beta cũng được. Còn khi mà có suy tim chẳng hạn, mà bệnh nhân suy tim mà xuất hiện ngoại tâm tu thất trong giai đoạn cấp, thì chúng ta có thể truyền tĩnh mạch lidocain như là chúng ta xử lý những cái cơn nhịp nhanh thất thôi. Đấy, còn không có vấn đề gì. Đây là các cái thuốc chống rối loạn nhịp tim. Thì đối với cả ngoại tâm tu thất, chúng ta sử dụng được rất nhiều các nhóm thuốc, ví dụ như nhóm 1B, nhóm 1C, flecain, propafenol, rồi là nhóm chẹt beta giao cảm, chúng ta sử dụng được hết các loại thuốc. Rồi là nhóm thuốc thần dược là cocdarone, amiodarone sử dụng trên thất đều được cả,
chúng ta đều sử dụng được. Đấy là những cái nhóm thuốc mà ngoại tâm thu thấp thì chúng ta hoàn toàn có thể điều trị bằng thuốc được. Còn sau đấy thì nếu mà không được thì điều trị bằng thuốc, mà không được thì chúng ta cũng có thể là chúng ta sẽ triệt đốt điện cho người ta. Thì người ta đối với đốt điện thì đối với những trường hợp ngoại tâm thu thấp thì chúng ta có thể tìm những cái ổ rối loạn nhịp, tìm những cái ổ ổ khởi phát những cái ngoại tâm thu này. Đấy, tìm đưa điện điện cực để đi tìm những cái ổ đó, đưa vào trong buồng tim và sau đó chúng ta đốt đi. Thì khi đốt xong thì nó sẽ về bình thường. Đấy, nó không còn ngoại tâm thu nữa, đốt hoàn toàn cái ổ đấy. Thì đấy là phương pháp điều trị tối ưu nhất ở những bệnh nhân ngoại tâm thu rất nhiều, có triệu chứng hoặc là có những cái biến cố biến chứng, hoặc là có dạng R trên T. Thì đấy là cái phần trình bày rất là ngắn ngủi về ngoại tâm thu thấp, thì nó cũng rất là dễ. Thì phần trình bày của tôi về hôm nay về xử trí cơn điểm nhanh QRS giãn rộng bao gồm cả rung thất, xoắn đỉnh và ngoại tâm thu thất thì đến đây là hết. Thì các bạn có hỏi gì không? Thì cái vấn đề bài này các bạn chỉ cần nhớ, rất là dễ nhớ, là một số những cái tiêu chuẩn và nó cũng liên quan đến nhau, ví dụ tiêu chuẩn Brugada hoặc là tiêu chuẩn nhìn AVR hoặc là tiêu chuẩn siêu đơn giản của PAVA về gọi là về tiêu chuẩn siêu đơn giản Brugada về nhìn chuyển đạo D2. Như các bạn thấy là khi QRS càng giãn rộng thì khả năng nhịp nhanh thất càng cao, và sóng R ở V1 và AVR mà chỉ có một pha là sóng R dương thôi thì khả năng nhanh thất cũng rất là cao, các bạn nhớ thế. Còn trong những trường hợp phân ly nhĩ thấp thì rất là tiêu chuẩn vàng rồi, nhưng mà chúng ta rất khó xác định, thì chúng ta có thể làm chuyển đạo thực quản hoặc làm chuyển đạo S5 như trong bài trình bày tôi nói, để chúng ta giúp chúng ta tìm thêm cái sóng P. Thế thôi. Còn xử trí thì cũng như nhau thôi. Nếu mà có rối loạn huyết động là chúng ta sốc điện, còn không rối loạn huyết động thì chúng ta sử dụng các cái thuốc mà chúng ta hiện có như lidocaine hoặc amiodarone để chúng ta chuyển nhịp cho bệnh nhân.